Hậu duệ kiếm thần, Diệp Quân. Tập 49. Khi phía người đàn ông trung niên nghi hoặc thì trong lòng cũng âm thầm đề phòng. Xa xa, Diệp Quân cầm kiếm đứng đó, im lặng không nói, khí thế huyết mạch mạnh mẽ toát ra từ người hắn hội tụ cùng khí thế kiếm dạo, khiến cho thời không tuế nguyệt trường hà xung quanh rung lên từng đợt, cực kỳ đáng sợ. Diệp Quân từ từ nhắm mắt, lúc này hắn đã không còn tỉnh táo nữa, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, giết chết tất cả những người trước mặt. Nhưng ý thức chiến đấu của hắn vẫn còn đó. Đó là ý thức bản năng, cho dù đã điên cũng vẫn còn. Cứ tấn công mãi cũng không được, Diệp Quân ngầm nhận ra mình phải thay đổi. Thấy Diệp Quân không ra tay nữa, phía người đàn ông trung niên đều nhíu mày, trong lòng cũng thấy hơi bất an. Họ thật sự không sợ một người khi thật sự điên, chỉ cần không ra tay, họ hoàn toàn có thể cứ thế làm Diệp Quân hao kiệt. Điều họ sợ là tên này không điên hoàn toàn, vẫn còn biết nghĩ. Đúng lúc này, Diệp Quân bỗng mở mắt ra, giây tiếp theo, hắn xông tới chỗ nhóm người đàn ông trung niên, sắc mặt ông ta thay đổi, phòng thủ. Vừa dứt lời, nhóm cường giả đồng loạt ra tay, vô số sức mạnh tập hợp lại thành một tấm khiên khổng lồ vạn trượng chắn ở trước người. Mà lúc này Diệp Quân rút kiếm chém ra. Vẫn là thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Nhưng lần này, hắn liên tiếp thi triển 4 lần thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm chồng chéo, mỗi lần 1.000 nhát. Điều này tương đương với 4.000 nhát kiếm chồng chéo. Khi hắn chém ra nhát kiếm này, con người người đàn ông trung niên cầm đầu co rụt lại, trong lòng ông ta kinh hãi, bởi vì ông ta phát hiện uy lực nhát kiếm lần này của Diệp Quân còn mạnh hơn trước nhiều lần. Không đỡ được. Kiếm hạ xuống. Bùm. Một khoảng kiếm quang bộc phát, trong nháy mắt, màn sáng vạn trượng vỡ tan, sức mạnh cường đại chém mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả đứng đầu thành mảnh vụn. Uy lực của nhát kiếm này cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, nét mặt các tuế nguyệt nghịch lưu giả đang lùi lại đều trở nên cực kỳ khó coi, uy lực kiếm này của Diệp Quân đã mạnh hơn. Nếu cứ tiếp tục thế này, huyết mạch của Diệp Quân không cạn kiệt mà bọn họ đã cạn kiệt trước. Sau một kiếm phá tan màn sáng vạn trượng ấy, Diệp Quân thừa thế tiến lên, người hắn rung lên, hóa thành một kiếm quang xông tới. Nhóm người đàn ông trung niên thay đổi sắc mặt, có người lùi lại, người đàn ông áo xanh bỗng nói, hắn sắp bị huyết mạch phản phệ rồi. Mọi người nhìn người đàn ông áo xanh với ánh mắt không mấy thân thiện, mẹ kiếp, người do Diệp Quân phái tới đúng không? Bọn họ không có thời gian để ý đến người đàn ông áo xanh nữa. Bởi vì Diệp Quân đã tới trước mặt. Người đàn ông trung niên cầm đầu hô lên, phòng thủ. Mọi người lại ra tay lần nữa, lại một tấn khiên huyền khí vạn trượng chắn trước mặt mọi người, nhưng sau khi Diệp Quân chém nhát kiếm này xuống, khiên huyền khí vạn trượng vỡ tan, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả đứng đầu đều bị tiêu diệt. Uy lực nhát kiếm này còn mạnh hơn nhát trước. Một ông lão bên cạnh người đàn ông trung niên trầm giọng bảo, trên người tên này có hai thần vật. Hai thần vật này không ngừng cung cấp huyền khí và điều trị thương thế cho hắn, nếu tiếp tục đánh, có thể hắn sẽ đột phá, một khi hắn đột phá, đến lúc đó chúng ta. Nói tới đây ông ta không nói tiếp nữa. Nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu đánh tiếp, Diệp Quân bất chợt đột phá, đến lúc đó có thể bọn họ đều phải chết. Mà lúc này, người đàn ông áo xanh kia lại nói, nếu hôm nay không giết hắn, có thể hắn sẽ vì chiến đấu mà đột phá. Về sau chỉ e. Nghe lời người đàn ông áo xanh nói, mọi người đều im lặng. Nếu bây giờ không giết Diệp Quân, sau này có thể hắn sẽ đột phá, đến lúc đó. Lúc này, tất cả mọi người đều hơi băn khoăn. Người đàn ông trung niên cầm đầu dường như cảm nhận được điều gì, ông ta ngẩng phát đầu lên, giây tiếp theo, trong mắt ông ta hiện lên vẻ hưng phấn, người của chúng ta tới rồi. Ông lão ở bên cạnh nói, bao lâu? Người đàn ông trung niên đáp, nửa khắc. Nửa khắc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ nửa khắc thì còn được, nếu hơn một canh giờ thì sẽ thực sự đau đầu đấy. Họ thật sự không muốn liều mạng để chiến đấu với Diệp Quân. Như nghĩ tới điều gì, ông lão đó lại nói, vậy Diệp Quân có gọi cứu viện không? Người đàn ông trung niên trầm tư vài giây rồi nói, không thể nào. Trần Vũ Trụ và Vũ Trụ Quan Huyên cử cường giả tới hỗ trợ đều bị người của chúng ta chặn lại rồi, còn chủ nhân Bút Đại Đạo, ông ta cũng đã bị cường giả tộc đệ nhất theo dõi rồi. Nói đến đây, ông ta nhìn Diệp Quân phía xa, hắn không có viện trợ ở ngoài đâu. Không có viện trợ ở ngoài chắc chắn sẽ chết.
Lúc này Diệp Quân chợt biến mất tại chỗ, một luồng kiếm quang màu đỏ vạn trượng lại xuất hiện. Người đàn ông trung niên nói, kéo dài thời gian đi. Dứt lời, mọi người lại ra tay lần nữa. Đùng đoàng. Từng tiếng nổ không ngừng vang lên, người đàn ông trung niên và những người khác liên tiếp bị đẩy lùi lại. Họ đánh không lại Diệp Quân, vừa đánh vừa lùi, đối với họ mà nói, chỉ cần kéo dài thời gian của Diệp Quân là đã có thể thắng rồi. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chớp mắt đã qua nửa khắc đồng hồ. Lúc này, phía sau người đàn ông trung niên và những người khác, ở chỗ tận cùng của thời không, từng luồng khí thế mạnh mẽ quét tới. Nhìn thấy cảnh này, phía người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng quân tiếp viện cũng tới. Nhưng lúc này, một tiếng kiếm ngân bỗng vang lên, ngay sau đó, thời không phía sau Diệp Quân không xa tách ra, một người phụ nữ chậm rãi đi ra. Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Quân hoảng sợ nói, mẹ kiếp, là cô ta. Phía sau Diệp Quân, người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen bó sát, khuôn mặt lạnh như băng, ánh mắt đằng đằng sát khí, trong tay cầm một thanh kiếm dài, chậm rãi bước đi, thời gian và không gian trong nháy mắt bị xé toạc. Nhìn thấy người tới, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả bỗng nhíu mày. Không phải các cường giả của vũ trụ quan huyên và chân vũ trụ đã bị chặn lại rồi sao? Người phụ nữ trước mặt đến từ đâu? Lúc mọi người đang suy nghĩ, người phụ nữ váy đen đột nhiên cầm kiếm xông tới, thanh kiếm trong tay đột nhiên chém ra một khe hở thời không dài vạn trượng, hai tên tuế nguyệt nghịch lưu giả ở gần bà ấy nhất chưa kịp phản ứng đã bị đánh tan thành hư vô. Đến khi mọi người định thần lại, hơn chục tuế nguyệt nghịch lưu giả đã bị chém chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên thay đổi, kẻ mạnh này từ đâu chui ra vậy? Không chút do dự, người đàn ông trung niên lùi về phía sau, tất cả cường giả xung quanh ông ta cũng lần lượt lùi lại, tạm thời tránh né mũi kiếm sắc bén của người phụ nữ trước mặt. Thanh kiếm này thậm chí còn kinh khủng hơn thanh kiếm của Diệp Quân. Cái quái gì vậy? Tất cả mọi người nhìn về người phụ nữ váy đen phía xa, kinh hồn bạt vía. Người phụ nữ váy đen không dừng lại, lại lần nữa lóe lên, trong nháy mắt, hàng vạn đạo kiếm quang từ dưới đất phóng lên, giống như màn trời chém về phía đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả thầm kinh hãi, không để ý tới điều gì nữa mà lui nhanh về phía sau, nhưng có một vài người chậm rãi lui về phía sau cũng bị nghiền nát. Giết chết trong nháy mắt. Nhóm đàn ông trung niên lui ra ngoài mấy vạn trượng cũng thấy kinh hãi, ánh mắt kiêng dè khi nhìn thấy cảnh tượng này. Người phụ nữ váy đen dùng một nhát kiếm chém lui đám người ra sau, đang định chém thêm nhát nữa, đúng lúc này bà ấy đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đám cường giả phía sau, nơi đó, có gần trăm luồng khí tức cường đại đang cuốn tới. Người phụ nữ váy đen nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên sát khí lạnh lùng, đang định ra tay lần nữa, nhưng lúc này, bà ấy đột nhiên xoay người. Một đạo kiếm quang màu đỏ chém thẳng tới. Là Diệp Quân ra tay. Người phụ nữ váy đen sửng sốt, sau đó vung thanh kiếm trong tay quét qua. Bùm! Kiếm quang màu đỏ vỡ vụn, Diệp Quân bị đánh bay. Một giây sau, Diệp Quân lại giơ kiếm lên, chém giết về phía người phụ nữ váy đen. Người phụ nữ khẽ nhíu mày, to gan, ta là cô của con. Lời vừa dứt, kiếm của Diệp Quân đã chạm tới. Người phụ nữ váy đen nhướng mày, giơ tay đáp trả. Rầm! Kiếm quang màu máu lập tức vỡ vụn, Diệp Quân lần nữa bị kiếm chém bay. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm người đàn ông trung niên phía xa hơi bối rối, tại sao hai người này lại đánh nhau? Xa xa, Diệp Quân đang muốn tiếp tục ra tay, người phụ nữ đột nhiên biến mất tại chỗ, một giây sau, luồng kiếm thế ngút trời thẳng thừng trấn áp Diệp Quân tại chỗ. Người phụ nữ này đang muốn trấn áp huyết mạch của Diệp Quân. Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên một tiếng, sức mạnh huyết mạch vô tận và kiếm ý không ngừng tuôn trào, thậm chí còn đánh bật kiếm thế của bà ấy. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ váy đen lóe lên vẻ kinh ngạc, nhóc con giỏi lắm. Vừa nói, bà ấy vừa tiến lên một bước, lật úp bàn tay trái, lại một luồng kiếm thế cường đại quét xuống, trấn áp chế Diệp Quân đang sắp bùng nổ. Nhìn thấy vậy, nhóm người đàn ông trung niên phía xa chố mắt nhìn nhau, ánh mắt ngập tràn sự nghi ngờ. Hai người này đánh nhau thật rồi kìa. Lúc này, hơn trăm cường giả vây quanh xuất hiện, nhìn thấy người đàn ông cầm đầu, người đàn ông trung niên lập tức thả lỏng, cổ huynh.
Đệ nhất cổ, cường giả hàng đầu của tộc đệ nhất. Đệ nhất cổ khẽ gật đầu, sau đó nhìn người phụ nữ váy đen phía xa, bà ta là ai? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói, có lẽ là trợ thủ của Diệp Quân. Đệ nhất cổ hơi nheo mắt lại, ánh mắt nghiêm trọng nhìn chằm chằm người phụ nữ váy đen. Xa xa, Diệp Quân lại bị trấn áp đương nhiên không cam lòng, hắn thu thánh kiếm Hiên Viên lại rồi đâm về phía trước, nhưng lúc này, kiếm trong tay hắn dường như nặng trăm vạn cân, nhát kiếm xuất ra rất chậm. Tuy nhiên, nhờ vào sức mạnh của hai loại huyết mạch, kiếm của hắn lại lần nữa làm rung chuyển kiếm thế của người phụ nữ mặc váy đen. Nhìn thấy kiếm thế của mình lại lần nữa bị rung chuyển, đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ váy đen không chỉ kinh ngạc mà còn có vẻ tán thưởng. Thằng nhóc này lợi hại đấy. Người phụ nữ không nghĩ nhiều, lại dùng tay trái ấn mạnh, một luồng kiếm thế cường đại quét xuống, trấn áp Diệp Quân tại chỗ. Người phụ nữ váy đen định dẫn Diệp Quân đi, nhưng lúc này, Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, gầm lên như dã thú. Trong nháy mắt, vô số sức mạnh huyết mạch và kiếm ý phóng ra như thủy triều. Giờ phút này, cảnh giới của Diệp Quân đã đạt tới mệnh vận đại đế. Không chỉ như vậy, kiếm ý của Diệp Quân cũng đã đột phá. Nhập thần chân chính. Thời điểm này, kiếm đạo của Diệp Quân đã xảy ra những biến hóa kinh thiên động địa. Còn kiếm thế của người phụ nữ váy đen lại bị đẩy lùi. Thấy vậy, trên mặt người phụ nữ váy đen chợt nở nụ cười, không ngờ, bà ấy vừa trấn áp đã có thể giúp cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới tự thân của thằng nhóc này đột phá song song. Đúng là một niềm vui bất ngờ. Cảm nhận được ánh mắt của đám người sau lưng, người phụ nữ váy đen không lãng phí thời gian nữa, bà ấy tiến lên một bước, lại phóng ra một luồng kiếm thế. Trong nháy mắt, Diệp Quân lại bị trấn áp, hắn muốn phản kháng, người phụ nữ váy đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, tay trái ấn vào vai hắn. Bùm! Diệp Quân vừa muốn phản kháng, lại bị áp chế. Váy đen người phụ nữ nắm Diệp Quân cánh tay, thân hình lóe sáng, bay về phía xa. Nhìn thấy người phụ nữ váy đen muốn đưa Diệp Quân đi, đệ nhất cổ đột nhiên tức giận quát, chạy đi đâu hả? Vừa dứt lời, thân hình ông ta rung chuyển, hóa thành một dải cầu vồng dài, đuổi theo hai người ở phía xa. Phía sau ông ta, mọi người đồng thời biến mất tại chỗ, cũng đuổi theo sau. Tốc độ của đệ nhất cổ cực nhanh, trong nháy mắt đã đuổi theo phía sau hai người Diệp Quân, lúc này, người phụ nữ đột nhiên xoay người, tay phải chém mạnh một nhát kiếm. Đạo kiếm quang như thác nước, chém trời mà đi. Bùm! Cầu vồng vỡ vụn, đệ nhất cổ bị đánh bay mấy vạn trượng, ông ta dừng lại nhìn bàn tay phải nứt toác của mình, vẻ mặt kinh hãi. Nhát kiếm này thật đáng sợ. Xa xa, người phụ nữ váy đen dẫn theo Diệp Quân dừng lại, bởi vì có một đám cường giả vây quanh bọn họ. Ánh mắt người phụ nữ lóe lên vẻ dữ tợn, cổ tay bà ấy khẽ động, kiếm trong tay đột nhiên bay vút lên. Trong chớp mắt, vạn đạo kiếm quang chém ra, mấy tên tuế nguyệt nghịch lưu giả đứng đầu bị giết trong tích tắc, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng không dám cứng rắn đối chọi với lưỡi kiếm, nhao nhao rút lui, tạm tránh lưỡi kiếm sắc bén. Người phụ nữ váy đen không muốn chiến đấu nữa, đang định dẫn Diệp Quân rời đi, nhưng lúc này, đệ nhất cổ đột nhiên xuất hiện trước mặt. Bàn tay đệ nhất cổ xòe ra, một cái vạc nhỏ màu đen bỗng bay lên trời, một luồng khí tức thần bí cổ xưa cuốn đến. Ngập tràn toàn bộ tuế nguyệt trường hà. Tiếp đó, một bàn tay khổng lồ thò ra từ trong cái vạc nhỏ màu đen, sau đó bắt lấy người phụ nữ và Diệp Quân phía dưới. Áp lực cực mạnh khiến một mảnh thời không bị nghiền nát, cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt người phụ nữ lập tức trở nên lạnh lùng, tay phải bà ấy vung kiếm lên, kiếm hóa thành một đạo kiếm quang xuyên qua không trung, chém thẳng về phía bàn tay khổng lồ. Bùm! Bàn tay khổng lồ đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vụn, bắn tung tóe khắp nơi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt của đệ nhất cổ đột nhiên trở nên dữ tợn, ông ta kết ấn bằng hai tay, miệng đọc thầm câu thần chú cổ xưa. Cái vạc nhỏ màu đen chấn động kịch liệt, khí tức tà ác đáng sợ tỏa từ trong cái vạc. Đột nhiên trong vạc nhỏ truyền ra một âm thanh quỷ dị đáng sợ, tiếp đó một con yêu thú toàn thân màu đỏ lao thẳng ra ngoài. Cơ thể của con yêu thú này hình người, nhưng đầu lại giống dã thú, khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đỏ như máu, tỏa ra khí tức tà ác đáng sợ. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám tuế nguyệt nghịch lưu giả nhất thời trở nên nghiêm túc, đây là huyết yêu thú trong truyền thuyết.
huyết yêu thú là bá chủ siêu cấp của huyết yêu đại lục năm đó, cấp bậc của nó chỉ đứng sau yêu thú đỉnh cấp tổ long, thực lực thông thiên, cực kỳ lợi hại. Mọi người đều không ngờ, tộc đệ nhất lại nuôi một con yêu thú đáng sợ như vậy. Sau khi huyết yêu thú xuất hiện, nó nhe răng cười với người phụ nữ váy đen một lúc, sau đó nhảy vọt lên, lao thẳng về phía bà ấy, tốc độ nhanh đến mức phá vỡ thời không. Phía dưới, người phụ nữ khẽ nheo mắt lại, khi huyết yêu thú phóng tới trước mặt, bà ấy đột nhiên chém một nhát kiếm, khoảnh khắc kiếm chém xuống, hàng vạn tia kiếm quang phóng ra. Bùm! Nhất thời, huyết yêu thú bị đánh bay ra xa hàng vạn trượng, nó vừa dừng lại, cơ thể đã bị nứt toác, vô số vết kiếm in hằn. Nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc đệ nhất cổ trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Một thanh kiếm đáng sợ. Sắc mặt đám tuế nguyệt nghịch lưu giả cũng rất khó coi, thực lực của người phụ nữ mới xuất hiện này hơi nghịch thiên. Vũ trụ quan huyên sao vẫn còn cường giả khủng bố như vậy chứ? Đệ nhất cổ nhìn chằm chằm người phụ nữ, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc, bà là ai? Người phụ nữ váy đen khẽ liếc nhìn đệ nhất cổ, thằng nhóc thối tha, ngươi mà cũng xứng biết tên của ta sao? Nghe vậy, đệ nhất cổ nổi giận, bà lại dám sỉ nhục ta, bà. Người phụ nữ mặc váy đen giơ tay vung kiếm. Bùm! Cùng với mảnh kiếm quang nổ tung, đệ nhất cổ bỗng bị chém lui mấy vạn trượng, lúc ông ta dừng lại, cơ thể nứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy vậy, đệ nhất cổ vô cùng sợ hãi. Sắc mặt của đám tuế nguyệt nghịch lưu giả bên cạnh cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Người phụ nữ hờ hững liếc nhìn đệ nhất cổ, ngươi không phải thằng nhóc thối tha thì là gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đệ nhất cổ nhìn chằm chằm người phụ nữ, trong mắt hiện lên vẻ oán hận, hôm nay bà đừng hòng rời khỏi đây. Người phụ nữ váy đen nhún vai, vậy ta không đi nữa. Nói xong, bà ấy thu lại kiếm thế đang trấn áp Diệp Quân. Bùm! Một luồng khí tức mạnh mẽ bộc phát từ cơ thể của Diệp Quân. Diệp Quân đứng trước mặt người phụ nữ váy đen, không nói gì. Diệp Quân vốn dĩ muốn ra tay với người phụ nữ váy đen, nhưng không biết tại sao, hắn lại yên lặng xoay người, lao thẳng về phía đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Người này đánh không lại thì đổi người khác. Khi Diệp Quân quay người lao về phía đám tuế nguyệt nghịch lưu giả, khuôn mặt bọn chúng đột nhiên biến sắc. Bọn chúng vẫn chưa quên việc Diệp Quân đã đột phá một lần nữa. Lúc bọn chúng còn đang suy nghĩ nên lùi hay nên tiến, Diệp Quân đã vọt tới trước mặt chúng, ngay sau đó, một mảnh kiếm quang màu máu bộc phát trước mặt chúng. Con người của người đàn ông trung niên dẫn đầu đột nhiên co rút lại, kinh hãi nói, phòng thủ. Vừa dứt lời, mọi người vội vàng cùng nhau ra tay, một luồng sức mạnh hội tụ lại, hình thành một màn ánh sáng năng lượng ngăn cản trước mặt bọn chúng. Khi mảnh kiếm quang màu máu của Diệp Quân giáng xuống, bùm, bức màn ánh sáng đột nhiên vỡ tan, mấy tên tuế nguyệt nghịch lưu giả đứng đầu đều bị quét sạch tại chỗ, những cường giả còn lại cũng bị chấn động liên tục lùi về sau. Sức mạnh của nhát kiếm này không thể ngăn cản. Cơ thể của Diệp Quân rung chuyển, giết thẳng về phía đám người. Hắn nâng thanh kiếm trong tay lên rồi chém xuống, những đạo kiếm quang màu máu chém ra xung quanh, vô cùng sắc bén, không ai cản nổi. Nhìn thấy vậy, sắc mặt của người đàn ông trung niên trong đám người trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì ông ta phát hiện sức chiến đấu của Diệp Quân lúc này mạnh hơn rất nhiều so với trước đây. Mặc dù trước đây Diệp Quân cũng rất mạnh, nhưng bọn chúng liên thủ vẫn có thể khống chế được, còn giờ phút này, Diệp Quân lại mang đến cho bọn chúng cảm giác không cách nào ngăn cản. Đáng sợ nhất là sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn đang điên cuồng tăng lên. Quá khó tin. Ở một diễn biến khác, người phụ nữ váy đen liếc mắt nhìn Diệp Quân đang điên cuồng chém giết trong đám người, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng nở nụ cười. Dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên bà ấy quay đầu nhìn về đệ nhất cổ ở phía xa. Lúc này, nụ cười trên khuôn mặt bà ấy đã trở nên lạnh tanh. Đệ nhất cổ đang nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, đột nhiên cảm thấy ớn lạnh không thể giải thích được. Ông ta quay đầu nhìn người phụ nữ mặc váy đen, đang định lên tiếng thì người phụ nữ mặc váy đen bỗng chuyển động, hòa thành một đạo kiếm quang chém giết về phía ông ta. Sắc mặt đệ nhất cổ bỗng thay đổi chóng mặt, ông ta không dám đối đầu trực diện với nhát kiếm của người phụ nữ nên vội vàng đẩy cái vạc chặn ngay trước mặt. Bùm! Cái vạc đen chấn động kịch liệt, cứ thế nứt lìa. Đệ nhất cổ kinh hãi,
cơ thể run bần bật, lùi về phía sau, nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên bay tới trước mặt ông ta, sau đó lại một nhát kiếm chém ra. Nhát kiếm này nhanh hơn nhát kiếm vừa nãy. Lúc này, đệ nhất cổ cảm nhận được một luồng khí tức chết chóc. Ông ta không thể ngăn cản nhát kiếm này. Đương nhiên, không ngăn cản được cũng phải ngăn cản, khí tức chết chóc khiến đệ nhất cổ quyết định đánh đến cùng, phải liều mạng một lần. Hai tay ông ta siết chặt, sau đó tung hai nắm đấm về phía trước, bỗng chốc, hàng vạn tia sáng cầu vồng từ trên người ông ta bùng phát, sức mạnh cường đại nhất thời chấn động cả vùng thời không. Lúc này, thanh kiếm của người phụ nữ mặc váy đen đã lao đến. Rầm. Hàng vạn tia sáng cầu vồng trong nháy mắt vỡ tan, đệ nhất cổ bị đánh bay mấy vạn trượng, vừa dừng lại, cơ thể ông ta đã nứt lìa. Lúc này, một nhát kiếm khác giết tới. Nhìn thấy nhát kiếm này, đồng tử của đệ nhất cổ nhất thời co rút như một mũi nhọn. Ông ta biết, ông ta xong đời rồi. Bấy giờ, đối mặt với nhát kiếm này, ông ta đã không còn ý định phản kháng, chỉ có thể bó tay chờ chết. Trước thực lực mạnh tuyệt đối, suy nghĩ và ý chí chỉ là một trò đùa. Đúng vào thời điểm quan trọng này, một thanh thương dài bất ngờ từ trên trời giáng xuống, chặn đứng nhát kiếm với tốc độ nhanh như chớp. Bùm! Khi thương và kiếm va chạm, một luồng sức mạnh khủng bố lập tức tỏa ra, trong nháy mắt đã chấn động khắp trăm vạn trượng xung quanh, đám người đang giao đấu bên cạnh cũng bị chấn động phải lùi về sau. Người phụ nữ váy đen ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một người đàn ông mặc áo dài đang đứng cách trên đầu đệ nhất cổ khoảng trăm trượng. Tóc của người đàn ông trung niên này xõa ngang vai, ánh mắt sắc bén, tay phải cầm thương, toàn thân phát ra một luồng thương ý ngút trời. Đệ nhất Minh. Trong tộc đệ nhất, thực lực của ông ta xếp hạng 3, chỉ đứng sau đệ nhất Ung và tộc trưởng đệ nhất Kình. Nhìn thấy đệ nhất Minh, đệ nhất cổ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ông ta liếc nhìn người phụ nữ mặc váy đen, sau đó nói, Tam ca, người phụ nữ này rất lợi hại, đừng khinh địch. Đệ nhất Minh nhìn người phụ nữ váy đen với ánh mắt nghiêm túc, nhưng không hề sợ hãi, ngược lại càng có thêm ý chí chiến đấu. Trong suốt lịch sử lâu dài của tộc đệ nhất, không thể nói rằng họ là bất khả chiến bại, nhưng cũng có rất ít đối thủ. Lần ám sát Diệp Quân này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện, một vũ trụ quan huyên nhỏ bé và chân vũ trụ mà lại có rất nhiều cường giả. Thật bất ngờ. Đệ nhất Minh đang định lên tiếng, lúc này, người phụ nữ mặc váy đen phía xa đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, giết về phía ông ta. Đệ nhất Minh hơi nheo mắt lại, ông ta tiến lên thay vì lùi lại, cơ thể chuyển động hóa thành một đạo thương mang giết ra ngoài. Đối đầu trực diện. Bùm. Bỗng chốc, một tiếng nổ tựa như sấm sét vang lên. Đệ nhất Minh và cây thương lui xa mấy vạn trượng, còn chưa kịp dừng lại đã bị một nhát kiếm khác chém tới. Nhát kiếm này cực kỳ nhanh trong mắt người ngoài, giống như sấm sét xẹt qua, nhưng trong mắt đệ nhất Minh lại chậm như rùa bò, cực kỳ chậm rãi. Càng giết càng mạnh. Pháp thời gian. Sâu thẳm trong lòng đệ nhất Minh cảm thấy sợ hãi, ông ta không ngờ người phụ nữ trước mặt lại nắm giữ pháp thời gian. Tiếp xúc với đạo. Người phụ nữ này đã tiếp xúc với đạo. Lúc này, đệ nhất Minh không còn ý nghĩ chiến đấu nữa, cơ thể run lẩy bẩy, lùi về phía sau, nhưng tốc độ thanh kiếm đột nhiên tăng nhanh. Bùm! Một mảnh kiếm quang đột nhiên nổ tung, đệ nhất Minh bị chém lùi mấy vạn trượng, vừa dừng lại, cơ thể đã nổ tung, chỉ còn lại linh hồn. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đệ nhất cổ tràn đầy vẻ không thể tin được, trong mắt càng thêm khiếp sợ. Tam ca không phải là đối thủ của người phụ nữ trước mặt sao? Đúng lúc này, người phụ nữ váy đen vung kiếm, hóa thành một đạo cầu vồng lao vút lên trời, chém vào linh hồn còn sót lại của đệ nhất Minh. Con người của đệ nhất Minh đột nhiên co rút lại, sắc mặt tái nhợt, ông ta muốn phản kháng, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, một thanh kiếm đã đâm thẳng vào giữa lông mày ông ta. Xoẹt! Đệ nhất Minh bị thanh kiếm này ghim chặt tại chỗ. Người phụ nữ mặc váy đen xuất hiện trước mặt đệ nhất Minh, bà ấy lạnh lùng liếc nhìn ông ta, khi ông ta đang định lên tiếng, bà ấy đột nhiên giơ tay lên. Bùm! Đệ nhất Minh đã chết tức tưởi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, ta ghét nhất loại người trước khi chết còn nói nhảm. Nói xong bà ấy mở lòng bàn tay, thanh kiếm xuất hiện, bà ấy xoay người nhìn về phía đệ nhất cổ bên dưới, ngay khi đệ nhất cổ vừa định lên tiếng, bà ấy đột nhiên biến mất tại chỗ. Con người của đệ nhất cổ co lại,
miệng vừa há ra đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua. Đệ nhất cổ. Người phụ nữ váy đen phất tay áo, kiếm quang lập tức giết chết đệ nhất cổ. Sau khi chém liên tục hai cường giả của tộc đệ nhất, người phụ nữ váy đen quay đầu nhìn về phía xa, lúc này Diệp Quân đang chém giết điên cuồng. Sau khi đột phá cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới tự thân, thực lực của Diệp Quân đã có một bước nhảy vọt về chất, không ai dám ngăn cản nhát kiếm sắc bén của hắn. Người phụ nữ cũng không ra tay giúp đỡ, chỉ yên lặng quan sát, nhìn thấy sức chiến đấu của Diệp Quân giờ phút này, bà ấy cũng hơi kinh ngạc. Sức chiến đấu này quả thực mạnh ngoài sức tưởng tượng. Đương nhiên, một phần lớn nguyên nhân là bởi vì huyết mạch phong ma, lúc này huyết mạch phong ma đã mạnh hơn rất nhiều lần so với thời đại ban đầu. Bình thường, trong một gia tộc, có một tiên tổ mạnh đã rất hiếm. Tuy nhiên, nhà họ Dương lại có hai người cực mạnh, mà Diệp Quân là thế hệ thứ ba, vừa hay là người được hưởng lợi lớn nhất từ huyết mạch này. Đối với Diệp Quân, trước mắt uy lực của huyết mạch phong ma này không có giới hạn. Chỉ cần hoàn toàn thức tỉnh, không bị áp chế thì hắn có thể không ngừng hấp thụ được sức mạnh huyết mạch, hơn nữa sức mạnh huyết mạch này sẽ càng ngày càng mạnh. Không điên cuồng thật sự thì không sống được. Đương nhiên, cũng có nhược điểm, đó là trong lúc hoàn toàn thức tỉnh thì hắn thật sự không có thần trí, là một con dã thú chém giết điên cuồng không hơn không kém. Càng giết càng mạnh. Xa xa, số người bị Diệp Quân giết càng lúc càng nhiều. Lúc này đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đã không còn ý chí chiến đấu, đặc biệt sau khi nhìn thấy hai huynh đệ của tộc đệ nhất bị chém chết. Hai người liên thủ thì bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ. Lúc này, người đàn ông trung niên đưa ra quyết định dứt khoát, rút lui. Rút! Nghe ông ta nói vậy, mọi người lập tức xoay người, chạy trốn khỏi tuế nguyệt trường hà. Diệp Quân cầm kiếm trong tay đuổi theo, không chút do dự. Bởi vì có chân thụ trợ giúp, hắn căn bản không cần lo lắng việc tiêu hao linh khí, có thể một mực chiến đấu. Sự kết hợp giữa chân thụ, cây thần tự nhiên và huyết mạch phong ma thật hoàn hảo. Nhìn thấy Diệp Quân cầm kiếm đuổi theo, người phụ nữ váy đen cũng không ngăn cản, mà còn đi theo. Ngăn cản ư? Bà ấy sẽ không ngăn cản. Giết! Bà ấy muốn hắn giết cho sảng khoái, vui vẻ. Xa xa! Đám tuế nguyệt nghịch lưu giả nhìn thấy Diệp Quân đuổi theo sau, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hàng trăm người bị một thanh niên đuổi giết. Nghĩ thôi cũng thấy xấu hổ. Nhưng không có cách nào khác, bọn chúng đều không muốn liều mạng. Trên thực tế, nếu tất cả bọn chúng đều không sợ chết, bước lên dẫn đầu thì cho dù Diệp Quân có huyết mạch phong ma trợ giúp cũng không thể đánh bại bọn chúng. Nhưng đáng tiếc bọn chúng đều sợ chết. Không ai muốn hy sinh bản thân để giúp đỡ người khác. Khi chiến đấu với Diệp Quân, mỗi người đều giở thủ đoạn, muốn người khác lao ra liều mạng chiến đấu, còn bản thân đứng bên cạnh hưởng lợi. Đây cũng là nguyên nhân khiến Diệp Quân càng lúc càng chiến đấu dũng mãnh. Bởi vì những người này đều không dám liều mạng, chúng đều sợ chết, muốn hy sinh người khác để bản thân được sống. Kể cả lúc này, điều bọn chúng muốn cũng không phải liên thủ giết chết Diệp Quân, mà là chạy trốn, giao cho người khác tới xử lý. Thường thì càng sống lâu con người càng ích kỷ và càng sợ chết. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, đó là giờ phút này sau lưng Diệp Quân có một người phụ nữ. Một kiếm tu còn đáng sợ hơn cả Diệp Quân. Trong tuế nguyệt trường hà, Diệp Quân cầm thánh kiếm hiên viên điên cuồng đuổi theo, tốc độ của hắn tăng lên đến cực điểm. Không lâu sau, trong tuế nguyệt trường hà lại có hơn 10 thi thể của đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Phía sau Diệp Quân, người phụ nữ váy đen vẫn đi theo, bà ấy không ra tay giúp đỡ, bởi vì lúc này đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đã bị giết tan tác, không có sức uy hiếp đặc biệt gì với Diệp Quân. Cứ như vậy, Diệp Quân đuổi giết đám tuế nguyệt nghịch lưu giả nửa canh giờ. Đúng lúc này, người phụ nữ đột nhiên dừng lại, bà ấy ngẩng đầu nhìn về phía cuối cùng của tuế nguyệt trường hà. Hàng lông mày đen nhíu lại, dường như phát hiện ra điều gì đó. Khuôn mặt xinh đẹp nhất thời biến đổi, nhóc con, dừng lại. Vừa nói, bà ấy vừa rung chuyển, đuổi theo Diệp Quân. Khoảnh khắc người phụ nữ váy đen đuổi theo ra ngoài, ở phía cuối tuế nguyệt trường hà, đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí. Cường giả thần bí này rất cao lớn gấp mấy lần người bình thường, ông ta mặc áo choàng màu đen, đầu đội nón lá, cơ thể lơ lửng, không nhìn rõ khuôn mặt, cực kỳ quỷ dị. Đột nhiên, ông ta biến mất tại chỗ,
một luồng ánh sáng đỏ nhỏ lóe lên. Xa xa, Diệp Quân dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn đột nhiên dừng lại, sau đó ngẩng đầu chém ra một nhát kiếm. Bùm! Mảnh kiếm quang màu máu vỡ vụn, Diệp Quân bị đánh bay ra ngoài mấy vạn trượng. Khi Diệp Quân dừng lại, cơ thể của hắn nứt toác, máu bắn tung tóe. Cường giả thần bí trong chiếc áo choàng đen đang định ra tay, nhưng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên chém về phía ông ta. Cường giả thần bí giơ tay phải lên, một tấm khiên ánh sáng màu đỏ chặn trước cơ thể ông ta. Bùm! Kiếm quang nổ tung, cường giả thần bí áo đen lui ra ngoài trăm trượng. Ở vị trí ban đầu của ông ta, một người phụ nữ đang đứng, chính là người phụ nữ mặc váy đen. Người phụ nữ váy đen nhìn chằm chằm cường giả thần bí, ánh mắt lạnh như băng, khiến người ta rùng mình. Cường giả thần bí liếc nhìn người phụ nữ váy đen, dưới áo bào đen kịt, chỉ thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Người phụ nữ váy đen định vung kiếm chém giết lần nữa, nhưng bà ấy dường như nghĩ tới điều gì đó, lông mày đen nhíu chặt, thân hình rung chuyển, lui lại bên cạnh Diệp Quân. Lúc Diệp Quân định ra tay, bà ấy phất tay áo, một luồng kiếm thế cường đại trấn áp hắn tại chỗ, sau đó tay trái bà ấy nắm bả vai hắn rồi rung chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang bay về phía xa. Nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt đỏ tươi của cường giả thần bí phía xa nheo lại, tay phải ông ta đột nhiên chậm rãi giơ lên. Bỗng chốc vô số thời không trước mặt người phụ nữ áo đen và Diệp Quân xuất hiện màn ánh sáng đỏ quỷ dị. Nhìn kỹ lại, những màn ánh sáng đỏ này đều do phù văn to bằng cỡ ngón tay cái tạo thành, vô cùng kỳ lạ. Sắc mặt người phụ nữ mặc váy đen trở nên lạnh lùng, vung thanh kiếm trên tay phải. Vèo! Nhát kiếm xé nát màn ánh sáng đỏ, nhưng một giây sau, hàng nghìn thanh huyết đao chém ra. Người phụ nữ váy đen hơi nheo mắt, kéo Diệp Quân ra sau lưng, tay phải vung kiếm về phía trước, khoảnh khắc kiếm vừa chém ra, vô số kiếm ý đột nhiên hóa thành hàng trăm vạn ý kiếm chém ra ngoài. Vèo vèo! Huyết đao va chạm với ý kiếm, lập tức trong từ trường bộc phát từng luồng sức mạnh đáng sợ, tuế nguyệt trường hà sôi trào dữ dội như nước sôi, vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ mặc váy đen chỉ tay về phía trước, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức biến thành một tấm khiên kiếm bao phủ lấy bà ấy và Diệp Quân, chống lại vô số sức mạnh xung kích. Nhưng lúc này, một tàn ảnh đột nhiên giết về phía Diệp Quân đang đứng sau người phụ nữ váy đen, bà ấy quay người, lại kéo Diệp Quân phía về sau, kiếm mang lóe sáng trên đầu ngón tay. Bùm! Bất chợt, một làn sóng xung kích mạnh mẽ bùng nổ trước mặt người phụ nữ mặc, ngay sau đó, một tàn ảnh liên tục rút lui hàng trăm trượng. Chính là cường giả thần bí mặc áo choàng đen. Sau khi cường giả thần bí dừng lại, ông ta nhìn về phía người phụ nữ váy đen, khàn giọng nói tiếp xúc với đạo. Trên khuôn mặt xinh đẹp của người phụ nữ váy đen hiện lên vẻ dữ tợn, bà ấy đột nhiên lao về phía trước, trong nháy mắt, ngàn vạn kiếm quang chém về phía cường giả thần bí. Cường giả thần bí khẽ nheo mắt, dùng tay vẽ một vòng tròn. Một vòng sáng màu đỏ hiện lên, khi hàng vạn kiếm quang đánh tới, đều bị quầng sáng màu đỏ này nuốt chửng. Nhưng lúc này, người phụ nữ váy đen đột nhiên chắp hai tay lại, sau đó chém về phía trước, một thanh kiếm lớn vạn trượng giáng từ trên trời xuống, hung hăng chém về phía vòng sáng màu đỏ. Bùm! Vòng sáng màu đỏ chấn động kịch liệt, mặc dù không biến mất, nhưng cường giả thần bí lại bị đánh bay. Ngay khi ông ta dừng lại, một nhát kiếm khác đã chém đến. Bùm! Cường giả thần bí lùi thêm nghìn trượng. Người phụ nữ váy đen muốn ra tay tiếp nhưng lúc này, bà ấy đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, ở tận cùng thời không tuế nguyệt có hơn 10 luồng khí tức cực kỳ mạnh truyền đến. Người phụ nữ khẽ nheo mắt, không chút do dự xoay người, tay trái nhấc Diệp Quân đang bị bà ấy trấn áp lao về phía xa. Bà ấy không sợ giao đấu, nhưng nếu tiếp tục, bà ấy sợ rằng Diệp Quân sẽ không thể chịu được sức mạnh của huyết mạch phong ma. Sức mạnh của huyết mạch phong ma là vô tận, với thực lực hiện giờ của Diệp Quân, hắn không thể chịu đựng được lâu, nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc dù sức chiến đấu của hắn càng ngày càng mạnh, nhưng cũng có thể bị nổ tung. Huyết mạch phong ma không có giới hạn, nhưng thể xác và linh hồn của Diệp Quân thì có giới hạn. Vì vậy, bà ấy chỉ có thể chọn đưa Diệp Quân rời đi. Nhìn thấy người phụ nữ váy đen dẫn Diệp Quân rời đi, cường giả thần bí lập tức biến mất tại chỗ, trong nháy mắt. Một luồng ánh sáng màu đen lao về phía hai người họ. Thấy cảnh tượng này, người phụ nữ xoay người vung kiếm.
Bùm! Luồng sáng màu đen vỡ tan. Nhưng lúc này, trước mặt bà ấy và Diệp Quân, màn sáng màu đỏ kỳ dị lại xuất hiện, vô số huyết đao chém về phía hai người như vũ bão, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ánh mắt người phụ nữ lạnh như băng, bà ấy không dẫn theo Diệp Quân tiến về phía trước, mà dùng một nhát kiếm chém thẳng vào thời không tuế nguyệt bên cạnh, sau đó dẫn Diệp Quân chui ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, cường giả thần bí phía xa nhíu mày, lúc này, 12 tên cường giả thần bí cầm huyết đao trong tay xuất hiện ở phía sau ông ta cách đó không xa, ngoài ra, tận cùng thời không tuế nguyệt còn có một đoàn cường giả không ngừng bước tới. Cường giả thần bí nhìn chằm chằm vào vết nứt thời không tuế nguyệt, khàn giọng nói, đó là thiên khí giới. Bên cạnh ông ta, một ông lão trầm giọng nói, tôn giả, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cường giả thần bí trầm mặc hồi lâu, mới nói, thực lực của người phụ nữ này nghịch thiên, ta không ngăn cản được, chờ thiên tôn. Chờ thiên tôn. Nghe cường giả thần bí nói vậy, ông lão khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ở một diễn biến khác, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả thở phào nhẹ nhõm, cường giả thần bí mặc áo bào đen này chính là thị vệ bên cạnh tông chủ vị Lai Tông. Tông chủ vị Lai Tông có hai thị vệ là một cặp huynh đệ, lai lịch cực kỳ thần bí, được người đời gọi với cái tên Thiên Tôn và Địa Tôn, người này chính là Địa Tôn. Lúc này, Địa Tôn xoay người lại nhìn đám cường giả tuế nguyệt nghịch lưu giả, ánh mắt u ám khó tả, các ngươi đều không còn đường lui, tại sao không dám liều mạng đánh trả. Sắc mặt mọi người hơi khó coi. Địa Tôn không chút khách khí cười châm chọc, hàng trăm người bị một thanh niên đuổi giết, các ngươi không biết xấu hổ sao. Sắc mặt bọn chúng hết sức khó coi, nhưng cũng không dám phản bác. Địa Tôn lại nói, lát nữa đánh tiếp, nếu ai dám lùi lại, ta sẽ đích thân lấy mạng kẻ đó. Tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể gật đầu. Địa Tôn thu hồi ánh mắt, quay lại nhìn thiên khí giới, cau mày. Thiên khí giới. Trên đỉnh núi có những hòn đá lởm chởm, hoa cỏ kỳ lạ khắp nơi, hương hoa thoang thoảng, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh. Phía trước vách núi có suối nước nóng tự nhiên, nước suối trong vắt, bốc hơi nghi ngút. Lúc này, người phụ nữ váy đen và Diệp Quân xuất hiện bên cạnh suối nước nóng, bà ấy vung tay áo, quần áo của Diệp Quân bị xé toạc. Tiếp đó bà ấy nhấc bổng Diệp Quân ném thẳng vào suối nước nóng, đồng thời tay phải lật úp, một đạo kiếm thế cường đại trấn áp Diệp Quân trong suối nước nóng. Trấn áp huyết mạch phong ma. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Diệp Quân sẽ nổ tung mà chết. Tuy nhiên, lúc này, huyết mạch phong ma của Diệp Quân quả thật quá mạnh, ngay cả kiếm thế của bà ấy cũng hơi khó trấn áp. Muốn phản kháng. Hơn nữa, sự phản kháng rất quyết liệt, như thể không chết thì không chịu bỏ cuộc. Người phụ nữ cau mày, sao huyết mạch phong ma này lại có gì đó không ổn lắm? Hình như có, oán khí. Oán khí. Người phụ nữ khẽ lắc đầu, sao huyết mạch phong ma này lại có oán khí chứ? Không suy nghĩ nhiều, bà ấy tiếp tục trấn áp. Dưới sự trấn áp của người phụ nữ váy đen, huyết mạch phong ma của Diệp Quân cuối cùng cũng bắt đầu từ từ suy yếu. Người phụ nữ cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu kéo dài thêm một canh giờ nữa, có lẽ ngay cả bà ấy cũng không trấn áp được huyết mạch phong ma này, sau khi huyết mạch phong ma hoàn toàn điên cuồng, quả thực hơi khó xử lý. Cứ như vậy, khoảng hai canh giờ sau, nhờ sự trấn áp của người phụ nữ váy đen, huyết mạch phong ma của Diệp Quân dần dần bình tĩnh lại, biển máu trong mắt Diệp Quân cũng từ từ mờ nhạt, dần dần trở nên trong sáng. Nửa canh giờ sau, thần trí của Diệp Quân đã dần khôi phục, mặc dù trên người vẫn toát ra lệ khí và sát khí, nhưng đã tốt hơn nhiều so với trước. Lúc này, người phụ nữ đột nhiên thu lại kiếm thế, Diệp Quân ở trong suối nước nóng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hơi mê man, nhưng dần dần khôi phục lại vẻ trong suốt. Diệp Quân dường như cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ váy đen đứng bên cạnh, lúc thấy bà ấy, hắn hơi giật mình, sau đó nói, cô. Cô, người phụ nữ váy đen trước mặt là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ừ. Diệp Quân cung kính hành lễ, cảm ơn cô đã ra tay cứu giúp. Lúc lựa chọn kích hoạt hoàn toàn huyết mạch phong ma, hắn cũng không có ý định sống tiếp, nếu hắn hoàn toàn điên cuồng thì hoặc là đối phương chết, hoặc là hắn chết. Hắn không ngờ rằng cô này sẽ xuất hiện ở đây. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn Diệp Quân, nói con cảm thấy thế nào?
Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, con cảm thấy hơi yếu, nhưng tổng thể không có gì đáng ngại. Diệp Thanh Thanh gật đầu, vậy thì tốt. Diệp Quân rời khỏi suối nước nóng, nhưng vừa mới rời đi, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hắn sửng sốt, sau đó cấp tốc quay lại. Hắn không mặc gì cả. Diệp Quân hơi xấu hổ. Diệp Thanh Thanh liếc hắn, xấu hổ gì chứ? Vừa nãy ta không nhìn thấy gì cả đâu. Diệp Quân cạn lời, nhanh chóng mặc quần áo dưới nước, rồi xuất hiện trên bờ, sau đó vận công khí cho áo quần bốc hơi nhanh khô. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn Diệp Quân, trước kia bà ấy âm thầm quan sát không hề phát hiện, lần này nhìn kỹ, bà ấy thấy rằng thằng nhóc trước mắt kế thừa hoàn mỹ dung mạo và thiên phú của thế hệ trước. Diệp Quân nói, cô, bây giờ chúng ta đang ở đâu? Diệp Thanh Thanh liếc nhìn xung quanh, ta không biết. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi tiếp không? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, không đi được nữa rồi. Diệp Quân khó hiểu. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía xa xăm, bên ngoài thời không Tuế Nguyệt đều là người của bọn chúng đã bao vây chỗ này rồi. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, chúng ta cùng nhau giết ra ngoài nhé. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, ta thì không thành vấn đề, con thì không được. Khuôn mặt Diệp Quân đông cứng lại. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chờ viện binh. Diệp Quân lắc đầu, không có viện binh nữa, cường giả của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên đều bị người của bọn chúng chặn lại rồi. Diệp Thanh Thanh nói, có. Diệp Quân sửng sốt. Mình vẫn còn người thân cực kỳ mạnh sao? Trong gia tộc, mình là người yếu nhất à? Không thể không nói, Diệp Quân thực sự hơi tò mò. Quả thực hắn hơi xa lạ với thế hệ trước và họ hàng thân thích thế hệ trước, do đó cũng không biết mình có bao nhiêu người thân. Rất rõ ràng, vẫn còn không ít. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, kiếm đạo của con nhập thần rồi sao? Kiếm đạo nhập thần. Diệp Quân hơi sửng sốt, một giây sau, hắn vui mừng khôn xiết, hắn phát hiện cảnh giới kiếm đạo của mình đã nhập thần. Không chỉ vậy, cảnh giới tự thân cũng đã đạt tới mệnh vận đại đế. Đúng là niềm vui bất ngờ. Diệp Quân đột nhiên quay người lại, tâm niệm khẽ động, thánh kiếm Hiên Viên bỗng hóa thành một đạo kiếm quang bay vút lên trời. Vèo! Trời đất chia làm hai. Ánh mắt Diệp Quân lóe lên vẻ phấn khích, thực lực của hắn đã tăng lên ít nhất mấy lần so với trước đây. Ngay cả khi không sử dụng sức mạnh huyết mạch, bây giờ hắn cũng có thể dễ dàng giết chết một vài Tuế Nguyệt nghịch lưu giả yếu. Còn cường giả mệnh vận đại đế ở trước mặt hắn chẳng khác gì một con kiến. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cô, cao hơn kiếm đạo nhập thần là cảnh giới gì? Phá thần ư? Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu, không phải phá thần. Diệp Quân hỏi, là gì? Diệp Thanh Thanh nói, đừng hỏi nhiều như vậy. Cảnh giới kiếm đạo và cảnh giới tự thân của con vừa mới đột phá, trước mắt việc cấp bách nhất là ổn định. Diệp Quân khẽ gật đầu, vâng. Hắn hơi khó hiểu nói, sao bọn chúng không giết thẳng vào đây luôn. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời thăm thẳm, nói, bọn chúng cũng đang chờ viện binh. Nghe vậy, Diệp Quân sắc mặt tối sầm lại. Diệp Thanh Thanh nói, đi thôi. Nói xong, bà ấy xoay người ngự kiếm bay lên, hóa thành một đạo kiếm quang. Biến mất ở cuối trời. Diệp Quân vội vàng đi theo. Nửa canh giờ sau, Diệp Quân đi theo Diệp Thanh Thanh tới một đỉnh núi, hai người đứng ở trên đỉnh núi. Cách xa bọn họ mấy vạn trượng phía trước có rất nhiều tòa cung điện cổ xưa, những tòa cung điện này nằm lơ lửng trong đất trời, có tới mấy nghìn cung điện, vô cùng hoành tráng. Diệp Quân hơi tò mò, đây là đâu? Diệp Thanh Thanh nói, đi xem thử. Vừa nói, bà ấy vừa gõ nhẹ ngón chân, một giây sau, người đã xuất hiện cách đó ngàn trượng. Diệp Quân theo sát phía sau. Hai người đi tới một trong những cung điện lớn nhất, cung điện ở đây rất cổ kính, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Không gian xung quanh hơi hoang vắng, không có bất cứ luồng khí tức nào, thoạt nhìn rất u ám. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn phía trên chính điện, ở đó có ba chữ lớn, Thiên Khí Tông. Thiên Khí Tông. Ánh mắt Diệp Quân hiện lên vẻ tò mò. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đi về phía đại điện. Diệp Quân vội vàng đi theo. Sau khi bước vào đại điện, mùi nấm mốc xộc thẳng đến. Diệp Thanh Thanh vung tay áo, một luồng kiếm ý được phóng thích, tất cả mùi nấm mốc đều bị quét sạch. Toàn bộ đại sảnh trống rỗng,
Cách hai người không xa có một ông lão mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước mặt, cúi đầu, cả người không có khí tức. Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn ông lão áo trắng, phong ấn. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, bà ấy bình tĩnh nói, đi thôi. Dứt lời, bà ấy xoay người rời đi. Diệp Quân do dự, sau đó nhẹ nhàng hành lễ với ông lão áo trắng rồi mới xoay người đi. Khi đến những nơi thế này thì nên lịch sự, có thể sẽ có điều bất ngờ. Ngay khi hai người chuẩn bị rời khỏi đại điện, ông lão áo trắng đang khoanh chân ngồi trên mặt đất đột nhiên chậm rãi mở mắt. Diệp Quân lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía ông lão, lúc này ông lão cũng đang nhìn hắn. Vẫn còn sống. Diệp Quân khẽ hành lễ, chào tiền bối. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn ông lão áo trắng, nhưng không nói gì. Ông lão áo trắng liếc nhìn Diệp Thanh Thanh một lát, sau đó nhìn Diệp Quân, cười nói cậu là người ủng hộ trật tự thiện đạo. Diệp Quân khó hiểu, tiền bối biết ta sao? Ông lão mặc áo trắng gật đầu, cách đây không lâu, có người tìm đến ta, hy vọng ta giết cậu. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Ông lão áo trắng khẽ mỉm cười, nhưng ta không đồng ý. Diệp Quân hỏi, tại sao? Ông lão áo trắng mỉm cười, không nói gì nữa. Diệp Quân hơi khó hiểu. Ông lão áo trắng đột nhiên nói, ta có một vấn đề muốn hỏi cậu, được không? Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, được. Ông lão áo trắng nhìn thẳng vào Diệp Quân, Tuế Nguyệt nghịch lưu giả giết cậu cũng vì muốn bất tử, bọn họ làm vậy thì có lỗi gì? Diệp Quân hỏi ngược lại, vậy tất cả chúng sinh có lỗi gì? Ông lão mặc áo trắng cười nói, đại đạo đại nghĩa. Được, vậy ta hỏi thêm một câu, nếu tuổi thọ của người phụ nữ bên cạnh cậu sắp hết, xin hỏi liệu cậu có còn dùng trật tự để trấn áp bà ấy không? Diệp Quân cau mày. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn ông lão áo trắng, nhưng không lên tiếng. Ông lão áo trắng cười nói, do dự rồi à? Diệp Quân im lặng. Ông già áo trắng lại hỏi, bây giờ những Tuế Nguyệt nghịch lưu giả không thân thích gì với cậu. Đương nhiên cậu sẽ không có chút đồng tình và thương hại nào với bọn họ. Nhưng nếu một ngày nào đó, tuổi thọ của những người thân bên cạnh cậu cũng cạn kiệt, lúc đó, cậu vẫn sẽ công chính nghiêm minh như cũ chứ? Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, tiền bối, ta là người yếu nhất trong gia tộc. Ông lão áo trắng cười nói, đừng lảng tránh câu hỏi của ta. Diệp Quân nhìn ông lão áo trắng, không đáp lời. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân. Ví dụ nếu tuổi thọ của người phụ nữ bên cạnh sắp hết, bà ấy sẽ biến thành cát bụi, cậu lại có thể phá vỡ trật tự, để bà ấy ngay lập tức được sống mãi, nhưng lại phải hy sinh. Diệp Quân nói, ta sẽ làm vậy. Hắn nhìn thẳng ông lão áo trắng, lại nói, ta sẽ phá vỡ trật tự, giúp bà ấy có được tuổi thọ bất tử. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân, nhưng không lên tiếng. Ông già áo trắng mỉm cười với ý mỉa mai. Diệp Quân cười nói, ta hiểu ý của tiền bối. Có lẽ tiền bối sẽ chế giễu ta là người có tiêu chuẩn kép, nhưng không sao cả. Đối với ta mà nói, ta muốn thiết lập một trật tự mới, bảo vệ vũ trụ và tất cả chúng sinh. Tuy nhiên, ta sẽ không bao giờ hy sinh những người thân của mình vì điều này. Ông lão áo trắng cười nói, nhưng cậu có thể hy sinh người khác, phải không? Nụ cười vẫn mang theo chút mỉa mai. Diệp Quân bình tĩnh nói, ông lão. Ông ngồi ở chỗ này không thích hợp lắm, ta biết trong hệ Ngân Hà có một nơi tên là Lạc Sơn, nơi đó có một tòa đại Phật, ông nên rời nó xuống sau đó ngồi vào vị trí đó. Hi hi! Diệp Thanh Thanh đột nhiên bật cười, nhưng rất nhanh bà ấy đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, bà ấy liếc mắt nhìn Diệp Quân, trong đôi mắt đẹp hiện lên nụ cười. Ông lão áo trắng nhìn Diệp Quân không đáp lời. Diệp Quân lại nói, ta muốn thiết lập một trật tự mới. Bảo vệ vũ trụ và hàng vạn vật sinh linh. Đây là ý tưởng của ta, ta cũng đang làm như vậy. Nhưng nếu không có các cô và người thân của ta thì ta cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Giống như lúc này, nếu không có cô che chở thì ta thiết lập trật tự kiểu gì đây? E rằng một cọng lông cũng không thiết lập được. Nói đến đây, hắn lắc đầu, cho dù cuối cùng ta có thể thành công, cũng nhờ có sự trợ giúp của bọn họ. Mà sau khi thành công, ông lại muốn ta đối xử bình đẳng với bọn họ, bắt bọn họ tuân thủ trật tự mới, cuối cùng cạn kiệt tuổi thọ, hóa thành xương khô. Xin lỗi, ta không làm được. Nếu một ngày ta phải lựa chọn, ta sẽ mở cửa sau cho họ, còn nếu chỉ có thể chọn một trong hai, thì ta sẽ đích thân lật đổ trật tự do ta thiết lập. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Quân,
nhưng không nói gì. Trầm mặc hồi lâu, ông lão áo trắng nhẹ giọng nói, cậu khiến ta hơi bất ngờ. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta chưa từng là thánh nhân, cũng chưa từng coi mình là thánh nhân. Đối với ta mà nói, có thể làm chuyện gì đó cho chúng sinh đương nhiên là tốt, nhưng nếu phải hy sinh những người bên cạnh, vậy thì xin lỗi, ta không làm được. Nếu không có sự giúp đỡ của các cô thì Diệp Quân ta có là cái thá gì? Giống như giờ phút này, nếu không có Thanh Thanh cô đứng ở đây thì liệu ông có coi trọng ta hay không? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân với ánh mắt dịu dàng. Bà ấy chưa bao giờ tiếp xúc với Diệp Quân, lý do bà ấy giúp Diệp Quân là vì Diệp Huyên ca ca. Nhưng bây giờ, thằng nhóc này rất hợp ý với bà ấy. Bà ấy ghét nhất là những người đạo đức giả, miệng toàn nói những lời nhân nghĩa. Ông lão áo trắng khẽ thở dài, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, ông lão vốn dĩ muốn thử xem có thể phá bỏ đạo tâm của thanh niên trước mắt hay không. Dù sao một người có tiêu chuẩn ghép sẽ dễ dàng tự mâu thuẫn và bị phá vỡ đạo tâm. Nhưng ông lão không ngờ, trong lòng thanh niên trước mắt này, người thân vĩnh viễn là trên hết. Khi con người thiết lập trật tự, họ chỉ làm việc cho tất cả chúng sinh trong khả năng của mình, chứ không phải không làm là không được, càng sẽ không vì tất cả chúng sinh mà tiêu diệt người thân của mình. Không có giải pháp, ông già áo trắng lại thở dài. Rất nhiều lúc, người tốt không đáng sợ, bởi vì người tốt thường bị ràng buộc bởi chuẩn mực đạo đức của chính họ và cái gọi là đại nghĩa. Đáng sợ là người nửa tốt nửa xấu. Giống như Diệp Quân trước mặt. Hắn có thể làm việc thiện, nhưng hắn sẽ không bao giờ hy sinh người thân của mình để làm việc thiện. Ngược lại, hắn có thể vì người thân mà làm việc ác. Loại người này thì phá vỡ đạo tâm kiểu gì? Diệp Quân liếc nhìn ông lão áo trắng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, cô, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Thanh gật đầu, ừ. Nói xong, hai người định rời đi. Nhưng vừa đi tới cửa, Diệp Quân đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ông lão tóc trắng, nói tuổi thọ của ông còn bao nhiêu. Ông lão tóc trắng liếc nhìn Diệp Quân, không đến trăm năm. Không đến trăm năm. Chẳng trách ông lão này có thể vững vàng như vậy, nếu chỉ còn lại 10 năm thì e rằng ông lão cũng sẽ tới giết hắn. Diệp Quân ngẫm nghĩ, sau đó nói, nghĩ kỹ thì chắc ông cũng không cam lòng cứ chết đi như vậy, ông có hứng thú kết thân với ta không? Ông lão tóc trắng cau mày, kết thân với cậu sao? Diệp Quân gật đầu, ta và chủ nhân Bút Đại Đạo định thiết lập một trật tự mới, thời gian cũng là trăm năm. Đương nhiên, ta chỉ có thời gian trăm năm. Thế này nhé, ông giúp ta, sau này nếu ta thiết lập được trật tự mới thì ta cũng có thể mở cửa sau cho ông. Ông lão tóc trắng hơi xúc động, cậu chắc chứ? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên, ta cũng không chắc có thể mở cửa sau được hay không. Nhưng đợi đến khi ta trấn áp được ác đạo thì có thể nói chuyện với cô ta, ta tin rằng khi đặt thanh kiếm vào cổ cô ta thì không có gì là không thể bàn bạc, ông thấy sao? Ông lão tóc trắng vội vàng đứng bật dậy, hơi chắp tay, cung kính nói, cậu Diệp, vừa nãy âm thanh nói chuyện của ta hơi lớn, mong cậu đừng trách tội. Diệp Quân, con mau đi đi. Thần phục. Diệp Quân không phải là người không biết cách ứng biến, hắn biết rõ muốn thiết lập một trật tự mới. Chỉ dựa vào một mình hắn là chuyện không thể nào. Hắn cần sự giúp đỡ của chủ nhân Bút Đại Đạo và các cô, cũng cần những cường giả khác trợ giúp. Chủ nhân Bút Đại Đạo giúp hắn là vì tín ngưỡng, các cô giúp hắn là vì tình thân, còn những người khác thì sao? Vì tình yêu sao? Sao có thể chứ? Lợi ích. Nếu hắn muốn người khác giúp đỡ thì phải cho người khác đạt được đầy đủ lợi ích. Cũng giống như trong giới thế tục, hoàng đế muốn khai quốc. Ở thời kỳ đầu gây dựng sự nghiệp, nếu không đồng ý phong tước phong hầu cho người ta thì ai sẽ giúp ngươi chiến đấu vì Giang Sơn chứ? Suy nghĩ của Diệp Quân cũng rất đơn giản, không phải các người thiếu tuổi thọ sao? Giúp ta tạo một trật tự mới, ta sẽ giúp các người có thêm tuổi thọ ở chỗ ác đạo. Không cho sao? Cô ta dám. Ông lão tóc trắng lúc này cũng rất vui vẻ, so với quá khứ tông, ông muốn đứng ở bên cạnh cậu thanh niên trước mặt này hơn. Bởi vì ông lão đã từng gặp ông nội của cậu thanh niên này. Chuyện này xảy ra không lâu trước đó, hai vị kiếm tu đến đây, bọn họ bảo ông lão ra tay, tấn công toàn lực. Ông lão đã ra tay. Sau đó, không có sau đó nữa. Khi hai kiếm tu rời đi, kiếm tu áo xanh đã lấy ra một bức hình và nói rằng đó là cháu trai của mình. Người trong bức hình là Diệp Quân.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến ông lão không đồng ý khi người của quá khứ tông tìm đến ông lão bảo ông lão đối phó với Diệp Quân. Bởi vì hai kiếm tu đó mạnh đến mức khiến ông lão tuyệt vọng. Tuy nhiên, ông lão chưa từng nghĩ sẽ chọn Diệp Quân, vì ông lão sợ rằng Diệp Quân là loại người miệng chỉ biết nói nhân nghĩa đạo đức. Không phải là không thể giúp ngươi thiết lập trật tự, nhưng ngươi phải cho ta lợi ích. Chỉ cần ngươi cho ta lợi ích, ta cũng có thể có tín ngưỡng, ngươi muốn ta tín ngưỡng điều gì thì ta sẽ tín ngưỡng điều đó. Diệp Quân đột nhiên nói, tiền bối, ta phải nói trước với ông một chuyện, lúc này, bên ngoài thiên khí giới có vô số tuế nguyệt nghịch lưu giả, lát nữa e rằng sẽ xảy ra một trận ác chiến. Nói thật, ta không nắm chắc phần thắng lắm, vì vậy, bây giờ ông hãy suy nghĩ cho kỹ. Ông lão tóc trắng cười nói, lát nữa nếu có đánh nhau thì ta sẽ cố gắng dốc hết sức mình. Nếu muốn đạt được lợi ích thì đương nhiên cần phải làm việc chăm chỉ. Diệp Quân liếc nhìn ông lão tóc trắng, được. Một lúc sau, Diệp Quân và Diệp Thanh Thanh rời khỏi đại điện. Ngoài đại điện, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời rất trong xanh, mây trắng bồng bềnh trôi, yên bình êm ả. Đằng sau sự tĩnh lặng và yên bình này là một cơn bão dữ dội. Tuế Nguyệt nghịch lưu giả. Hắn chưa bao giờ dám coi thường những người này, dù sao những người này cũng là các đệ tử hàng đầu đến từ các thời đại. Sở dĩ lúc trước hắn có thể đánh lùi bọn họ là bởi vì những người này không có người cầm đầu, mỗi người đều có ý đồ riêng, không muốn góp sức. Nếu không, những người này thật sự đồng tâm hiệp lực, không sợ chết thì cho dù Diệp Quân tiêu hao hết huyết mạch phòng ma cũng không đánh lại được. Nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của cường giả thần bí, hắn biết rằng đám tuế nguyệt nghịch lưu giả phân tán ban đầu rất có khả năng đã kết thành một sợi dây bền chặt. Tiếp theo, sẽ là một trận chiến khốc liệt. Diệp Quân quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, bà ấy vẫn mặc một chiếc váy dài màu đen, đơn giản mà giản dị, đôi mắt lạnh lùng, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Bà ấy cầm một thanh kiếm dài trong tay, toát ra khí chất lạnh lùng quyến rũ, đẩy lùi người khác cách xa vạn dặm, khiến người ta phải khiếp sợ không dám đến gần. Khác với cô váy trắng, cô váy trắng mang đến cho hắn cảm giác hắn giống một con kiến. Còn cô trước mặt này mang lại cho hắn cảm giác lạnh lùng. Và cả nóng nảy. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, con đang nhìn gì thế? Bà ấy không tức giận, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Diệp Quân hơi run rẩy. Diệp Quân khẽ mỉm cười, bình tĩnh nói, cô đẹp thật đấy. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, so với cô váy trắng của con thì ai đẹp hơn? Không được phép nói cả hai đều đẹp. Nụ cười trên mặt Diệp Quân lập tức đông cứng lại. Mẹ kiếp! Sao hắn dám trả lời câu hỏi này chứ? Diệp Thanh Thanh đặt ngón cái ở chuôi kiếm, nhướng mày, không trả lời thì ta sẽ đánh con một trận. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Cô này nóng tính quá. Hắn biết cô không nói đùa, cô sẽ đánh thật đấy. Chết tiệt, ta thực sự đã tự tìm đường chết rồi. Thấy Diệp Quân không trả lời, ngón tay cái của Diệp Thanh Thanh gõ nhẹ, thanh kiếm lao ra khỏi vỏ 1 cm, kiếm thế cuộn trào, sắc mặt Diệp Quân hơi thay đổi, vội vàng nói, cô Thanh Thanh và cô váy trắng đều là tuyệt sắc nhân gian, nếu muốn đánh giá cao thấp ở phương diện nhan sắc. Nói tóm lại là ta không thể phân biệt cao thấp được, sau này cô Thanh Thanh hãy hỏi cha của ta, ông ấy hiểu biết sâu rộng, có thể sẽ phân biệt được. Tiểu tháp. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quân không nói lời nào, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước sâu không gợn sóng. Diệp Quân hơi sợ hãi. Một lúc sau, Diệp Thanh Thanh rời ánh mắt, bình tĩnh nói, cha con chắc chắn sẽ chọn bà ấy. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Ánh mắt Diệp Thanh Thanh bỗng trở nên lạnh lùng, nói, bởi vì trong lòng cha của con, bà ấy là quan trọng nhất. Diệp Quân nhìn Diệp Thanh Thanh, quyết định không lên tiếng. Vấn đề này không thể nói thêm được nữa. Nếu nói tiếp, hắn có thể sẽ gặp xui xẻo. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, mí mắt Diệp Quân giật giật, hắn cũng hơi sợ cô nóng tính này. Diệp Thanh Thanh nói, con đi trước đi. Diệp Quân khẽ nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, bọn chúng bắt đầu rồi sao? Diệp Thanh Thanh nói, lát nữa ta sẽ chém đôi thời không tuế nguyệt trường hà. Con đi trước đi. Diệp Quân lắc đầu. Diệp Thanh Thanh khẽ nhíu mày, bà ấy nhìn chằm chằm Diệp Quân, nói, đi trước đi. Giọng điệu chắc nịch.
Diệp Quân nhìn thẳng vào mắt bà ấy, không. Ánh mắt Diệp Thanh Thanh lóe lên vẻ tức giận, lạnh lùng nói, con ở đây có ích gì chứ? Chỉ làm liên lụy đến ta thôi, con mau đi đi. Diệp Quân vẫn lắc đầu. Sắc mặt Diệp Thanh Thanh lạnh tanh, con không đi thì ta không quan tâm đến con nữa. Nghe vậy, Diệp Quân cảm thấy tức giận, trong tiềm thức hắn muốn nói không quan tâm thì không quan tâm, nhưng sau khi nghĩ lại, mặc dù người phụ nữ trước mặt là cô của hắn, nhưng bà ấy không mắc nợ hắn thứ gì. Trước đó bà ấy đã cứu hắn, đây chính là ân tình lớn với hắn, hắn không thể coi đó là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, lửa giận trong lòng Diệp Quân biến mất 7-8 phần, hắn đi tới trước mặt Diệp Thanh Thanh, nghiêm túc nói, cô, nếu như thực lực của con quá yếu thì đương nhiên con sẽ không ở lại đây làm liên lụy đến cô, nhưng giờ con tự tin có thể đủ sức ở lại giúp cô. Diệp Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn, sắc mặt vẫn lạnh tanh, không lên tiếng. Diệp Quân kéo tay áo Diệp Thanh Thanh, nhẹ giọng nói, hôm nay cô cháu chúng ta cùng đánh bọn chúng một trận, nếu như chúng ta thắng thì tốt, còn nếu chết trận thì Diệp Quân con cũng không hối hận, cho nên, cô đừng giận chuyện này nữa, được không? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân một hồi lâu, sau đó quay đầu đi, vẫn không lên tiếng, nhưng vẻ lạnh lùng trong đôi mắt xinh đẹp đã mờ nhạt đi rất nhiều. Bùm! Đúng lúc này, thời không trên bầu trời đột nhiên tách ra. Linh khí mạnh mẽ như thác lũ quét xuống, trong khoảnh khắc, toàn bộ thiên khí giới sôi trào. Chúng đang tới. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên đó có 600 cường giả hàng đầu, hai người đứng đầu chính là Thiên Tôn và Địa Tôn. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, bây giờ đi vẫn còn kịp. Diệp Quân khẽ mỉm cười, ta bằng lòng cùng cô sát cánh chiến đấu, đến chết mới thôi. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, vừa nhìn. Bà ấy đột nhiên cười nói, hay cho cầu đến chết mới thôi, như con đã nói, hôm nay chúng ta chiến đấu đến chết mới thôi. Vừa dứt lời, bà ấy đột nhiên rung chuyển, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, đánh về phía Thiên Tôn và Địa Tôn. Một đánh hai, nhát kiếm xuyên trời, xé nát trời đất. Thiên Tôn cầm đầu hơi híp mắt, hai người bọn ta giữ chân người phụ nữ này, các ngươi đi giết Diệp Quân, cho dù chết trận. Tông chủ cũng có thể dựa vào phép thần thông vô thượng để cứu các ngươi sống lại. Nghe vậy, đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đều vui mừng như điên, bọn chúng không mảy may nghi ngờ lời nói của Thiên Tôn. Nữ tông chủ có thực lực này. Không chút do dự, một đám tuế nguyệt nghịch lưu giả hóa thành đạo cầu vồng, lao về phía Diệp Quân. Giờ phút này, cả thiên khí giới bỗng trở nên hư ảo. Phía dưới, nhìn đám tuế nguyệt nghịch lưu giả lao về phía mình. Diệp Quân nheo mắt vừa định ra tay, đúng lúc này, một âm thanh như chuông trời vang vọng từ thiên khí tông, thần pháp thiên khí. Bùm! Đột nhiên, hàng ngàn chùm sáng từ hàng ngàn tòa đại điện ở phía xa phóng lên cao, cùng lúc đó, giọng nói của ông lão tóc trắng vang lên sau lưng Diệp Quân, Diệp công tử, ta tới giúp cậu một tay. Diệp Quân cười lớn, cảm ơn. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, lao lên từ dưới đất. Xông về phía đám tuế nguyệt nghịch lưu giả. Khoảnh khắc Diệp Quân phóng lên trời, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào. Hai luồng sức mạnh huyết mạch cường đại và kiếm ý tự thân của hắn tuôn ra như thủy triều, lúc này hắn chém ra một nhát kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Chồng chéo 4 lần liên tục. Bùm! Cùng với nhát kiếm của Diệp Quân, thời không trước mặt bọn chúng đột nhiên sụp đổ, biến thành một mảnh đen kịt, hơn chục tên trước mặt hắn bị chém nứt. Cơ thể nát vụn, linh hồn biến mất. Đám người còn lại cũng bị sức mạnh cường đại làm chấn động đến mức liên tục lùi về sau. Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, vô số sức mạnh cường đại tràn ngập về phía Diệp Quân như một làn sóng. Hai mắt Diệp Quân đỏ ngầu, thần sắc dần trở nên dữ tợn, đối mặt với đám người vây hãm công kích, hắn không hề sợ hãi cũng không lùi bước, cơ thể hắn chuyển động, hóa thành một đạo kiếm quang màu máu chém ra. Đối đầu trực diện. Lưỡi kiếm chém khắp nơi dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm. Cùng với đạo kiếm quang của Diệp Quân chém ra, vô số cường giả bị chấn động phải rút lui. Nhưng lúc này, phía sau Diệp Quân mấy trăm trượng, đột nhiên xuất hiện một luồng sáng lạnh, Diệp Quân xoay người, chém ra một nhát kiếm. Vèo. Kiếm quang xé gió, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Bùm. Đột nhiên, một mảnh kiếm quang vỡ vụn. Diệp Quân lùi ra ngoài mấy vạn trượng. Mà ở vị trí lúc nãy hắn đứng,
xuất hiện một người đàn ông trung niên cầm đao. Đệ nhất lâu, xếp hạng thấp nhất trong tộc đệ nhất. Tay trái đệ nhất lâu cầm chặt chuôi đao, nhìn chằm chằm Diệp Quân ở phía xa, trên người toát ra một luồng đao ý ngút trời. Xa xa, sau khi Diệp Quân dừng lại, một vệt máu chậm rãi phun ra từ khóe miệng. Lúc này, bên phải hắn, nơi thời không đột nhiên nứt toác, một người đàn ông trung niên mặc áo dài chậm rãi bước ra. Đệ nhất phong. Trong tộc đệ nhất, ông ta xếp thứ sáu, được gọi là Lão Lục. Hai cường giả hàng đầu của tộc đệ nhất. Lúc này, đệ nhất lâu đột nhiên nói, Lục ca, để một mình ta đấu với hắn. Đệ nhất phong lạnh lùng nhìn đệ nhất lâu, có thể đánh hội đồng thì sao phải chiến đấu một mình. Mọi người, hãy cùng xông lên đi. Vừa dứt lời, ông ta là người đầu tiên lao ra. Đám cường giả còn lại nghe vậy cũng vội vàng xông ra ngoài. Đánh hội đồng. Thấy một đám cường giả đồng loạt nhào tới, Diệp Quân nhe răng làm vẻ dữ tợn, siết chặt thánh kiếm Hiên Viên trong tay, thân thể dần nhòe đi. Những tuế nguyệt nghịch lưu giả từng giao chiến với hắn thấy vậy thì biến sắc. Bởi vì biết hắn sắp ra đại chiêu. Diệp Quân bất thình lình rút kiếm. Thời không chồng chéo. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm chui ra từ thời không trước mặt Diệp Quân rồi hợp nhất thành một thanh duy nhất khiến toàn bộ thiên khí giới vỡ ra thành từng mảnh. Trước uy lực khủng khiếp đó, đệ nhất phong không khỏi biến sắc. Ông ta không ngờ nhát chém của thiếu niên này có thể đáng sợ đến vậy, nhưng giờ có muốn lui cũng đã muộn, chỉ có thể chịu đựng. Ông ta siết chặt nắm tay rồi tung ra một cú đấm mang theo quyền thế cuồn cuộn như hồng thủy, va chạm với đường kiếm của Diệp Quân. Kiếm mang và quyền mang bất thình lình bùng nổ trước mặt cả hai, phát ra sóng xung kích hùng mạnh khiến tất cả những người có mặt phải lùi bước. Diệp Quân cũng phải lùi lại tầm 10 vạn trượng mới có thể dừng lại. Đúng lúc này, một luồng đao khí bỗng ập đến từ sau lưng khiến hắn sởn tóc gáy. Hắn vội vàng ổn định, xoay người rút kiếm. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Duỳnh. Đường kiếm bay ra chém nát đao khí, đồng thời hất bay luôn đệ nhất lăng. Bản thân Diệp Quân cũng bị đánh bay đi, sau đó lại có mấy trăm khí tức hùng hậu xuất hiện sau lưng hắn. Lại hội đồng. May còn có thần trận thiên khí của ông lão tóc trắng giúp hắn giữ chân lại không ít cường giả, bằng không chắc chắn không dừng lại ở con số này. Cảm nhận được người từ sau lưng đánh tới, Diệp Quân không chút nao núng, chiến ý còn bừng lên trong mắt. Hắn xoay người, vung kiếm chiến đấu. Thánh kiếm Hiên Viên trong tay hắn không ngừng vung vẩy, bắn ra từng luồng kiếm khí hùng hậu. Tử chiến. Kiếm thế của hắn mạnh đến nỗi quyền thế của đệ nhất phong cũng không ngăn lại được. Thế là trong bất chợt, hắn lại ngăn cản được vô số tuế nguyệt nghịch lưu giả. Cảnh tượng này khiến sắc mặt đệ nhất lăng trở nên khó coi vô cùng. Ông ta biết không thể tiếp tục thế này được, nhất là khi thiên tôn và địa tôn đều đang bị cô gái váy đen kia áp chế. Một khi hai người kia rơi xuống thế yếu, cô gái kia quay lại thì bọn họ cũng tiêu đời. Nghĩ đến đây, đệ nhất phong tung người nhảy lên, vung tay thả một cái chuông toàn thân đen kịt ra. Nó thoát cái ra tăng kích thước gấp nghìn lần, trôi nổi giữa không trung. Khi ông ta đọc thần chú, cái chuông cũng theo đó run lên, phát ra một âm thanh xa xưa như xuyên thấu thời không, lao thẳng về phía Diệp Quân. Đây chính là chuông báo tử. Thần khí cấp tạo hóa. Diệp Quân cảm nhận được mà biến sắc, lập tức vung kiếm chém lên trên. Kiếm quang đỏ rực tuôn ra ngăn cản trước người hắn. Kiếm quang nổ tung khiến Diệp Quân lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Chưa kịp dừng lại đã có mấy trăm khí tức khủng bố ùa tới. Không cho hắn cơ hội nghỉ ngơi. Hắn mở tay trái ra rồi nắm lại. Kiếm vực. Nó vừa xuất hiện, hắn đã khẽ động tâm niệm, điều khiển hàng loạt kiếm ý bay ra từ trong cơ thể, gây ra vô số tiếng xé rách sởn gai ốc. Uinh uinh. Kiếm vực của hắn chỉ cầm cự được trong vài giây là bể nát, khiến chủ nhân nó tiếp tục lùi lại. Đúng lúc này, âm thanh xưa cũ kia lại vang lên. Tim Diệp Quân đập mạnh, khi ngẩng đầu lên thì thấy một luồng sức mạnh đáng sợ lao tới. Hắn vội vung kiếm sang ngang. Hắn bị đánh bay đi trăm nghìn trượng trong nháy mắt, sau đó lại là một tia đao khí chém xuống từ trên cao. Diệp Quân nhìn lên, thân hình nhòe đi, trăm nghìn thanh kiếm bất thình lình lao ra. Thời không chồng chéo. Nhát kiếm chém vỡ đao khí của đệ nhất lăng, đẩy ông ta bay đi tận mấy vạn trượng.
Diệp Quân không thừa thắng xông lên mà hóa thành kiếm quang phóng lên, chém vào cái chuông đen kia. Bởi nó đang là uy hiếp lớn nhất. Thấy hắn làm vậy, sắc mặt Đệ Nhất Phong đanh lại, khẽ mấp máy môi. Cái chuông chợt rung lên rồi phát ra từng tiếng ngân thê lương đến đáng sợ, như tiếng gọi của tử thần khiến lòng người hoảng hốt. Chuông báo tử. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Bỗng, một tia sáng vàng phóng ra từ người hắn. Là tiểu tháp. Nó xuất hiện trước mặt Diệp Quân, tỏa ra từng quầng sáng vàng ngăn chặn tiếng chuông kia lại. Ầm ầm. Tiếng chuông đáng sợ không ngừng bị tiểu tháp đánh bật đi, lan sang bốn phía. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả thấy thế thì biến sắc, lập tức co giò bỏ chạy, những ai chậm chân lập tức bốc cháy tại chỗ, hóa thành cho bụi. Sắc mặt Đệ Nhất Phong âm trầm như nước, đôi mắt nhìn tiểu tháp với vẻ chấn động. Không ngờ thứ ấy lại có thể cản được âm thanh của chuông báo tử. Tiểu tháp bỗng nói, tiểu chủ, cái chuông quèn đó để ta đối phó. Diệp Quân, đa tạ tháp ra. Rồi hắn xoay người, hóa thành kiếm quang lao về phía Đệ Nhất Phong. Ông ta cong môi đầy dữ tợn, để ta chống mắt lên xem mi yêu nghiệt đến cỡ nào. Rồi ông ta bước tới, tung ra một cú đấm với quyền ý rào rạt như thủy triệu. Chỉ trong phút chốc, thời không bốn phía đều bị nó đập vỡ tan tành. Diệp Quân rút kiếm chém ra. Thuật bạt kiếm chồng chéo bốn lần. Dồn hết mọi sức lực vào chiêu này. Quỳnh! Một luồng sức mạnh khủng khiếp bùng nổ từ nhát chém khiến cả hai đồng thời lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Diệp Quân vừa dừng lại thì đã thấy Đệ Nhất Lăng vung đao nhào tới, không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi. Đao mang vạn trượng mang theo khí thế hủy thiên diệt địa. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả còn lại cũng ồ ạt lao tới. Sắc mặt Diệp Quân trở nên dữ tợn. Hắn bây giờ đang vô cùng khó chịu trong người, lục phủ ngũ tạng như muốn vỡ ra, nhưng hắn bất chấp tất cả mà lại vung kiếm. U, tiếng kiếm mình réo rắt vang lên. Trăm nghìn kiếm ý hóa thành từng thanh kiếm lao ra từ trong cơ thể hắn. Quỳnh, rầm rầm rầm. Từng đợt sóng xung kích mãnh liệt không ngừng tản ra bốn phía đẩy lùi tất cả, trong đó bay nhanh nhất là Diệp Quân. Thân thể hắn không ngừng vỡ nát trong quá trình ấy, máu tuôn như thác. Khi dừng lại, mặt hắn đã trắng bệch như vôi, máu chảy không ngừng. Đã bị thương rất nặng. Đệ Nhất Phong thấy vậy thì thoáng vui mừng. Ông ta không cho Diệp Quân cơ hội, lập tức lao tới với quyền ý dâng trào quanh người như trăm nghìn ngọn núi ập xuống. Đệ Nhất Lăng và những người khác theo sát phía sau. Không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Diệp Quân nhìn lên, thấy một đám cường giả đang nhào tới thì chỉ bình tĩnh lau vết máu bên khóe miệng, không chút mảy may gợn sóng. Ánh mắt hắn khiến Đệ Nhất Phong có một tia bất an. Chẳng lẽ hắn còn tuyệt chiêu gì? Nhưng ông ta đã không còn đường lui. Không phải ngươi chết thì là ta chết. Sát ý dâng lên, Đệ Nhất Phong gầm to, giết. Quyền ý quanh người ông ta càng dâng cao. Đương lúc Đệ Nhất Phong lao tới, có tiếng rồng ngâm chợt vang vọng khắp đất trời. Một luồng sáng vàng bay ra từ trong người Diệp Quân. Ngao Thiên Thiên. Cô ấy tuy đã trọng thương trước đó nhưng đã khôi phục hoàn toàn nhờ tiểu tháp. Diệp Quân sở dĩ không cho Ngao Thiên Thiên ra tay ban nãy là để chờ cơ hội này. Hai người dung hợp, khí tức của hắn không ngừng tăng lên, không hề thua kém nhóm Đệ Nhất Phong. Ông ta biến sắc, muốn tránh đi nhưng đã không kịp. Diệp Quân biến mất tại chỗ, rút kiếm khỏi vỏ. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 2000 nhát chồng lên 4 lần. Đây là giới hạn của hắn. Nhát kiếm vừa ra khiến đồng tử Đệ Nhất Phong co lại thành đầu kim, kinh hãi tự hỏi vì sao lại mạnh như vậy. Kiếm quang bùng nổ. Quyền ý của Đệ Nhất Phong tiêu tan, không ngừng bị sức mạnh khổng lồ kia đẩy lui. Thân xác ông ta nổ tung từng mảnh, máu văng tung tóe. Không chỉ Đệ Nhất Phong mà các tuế nguyệt nghịch lưu giả lao lên trước nhất cũng bị đánh bay, một số người yếu hơn lập tức tan xác, thần hồn câu diệt. Lại thấy thân hình Diệp Quân nhòe đi, các tuế nguyệt nghịch lưu giả lập tức biến sắc, biết hắn đây là chuẩn bị tung tuyệt chiêu. Hắn đã dung hợp với Ngao Thiên Thiên. Phải khủng khiếp đến mức độ nào chứ? Một vài người không muốn đánh nữa bèn nhanh chóng tháo chạy, tránh đi nhát chém kế tiếp. Bỗng có ngàn vạn thanh kiếm bay ra từ thời không trước mặt Diệp Quân, hợp lại thành một rồi chém vào họ. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả hốt hoảng vô cùng, điên cuồng lui lại. Đúng lúc này, một tia kiếm quang bỗng lao tới từ phương nghiêng,
chém thẳng vào nhát kiếm của Diệp Quân. Ầm, đường kiếm đáng sợ kia bị chặn đứng, thanh kiếm kia chấn động kịch liệt, toàn bộ sức mạnh của Diệp Quân tiêu tan trong nháy mắt. Thánh kiếm Hiên Viên bị đánh bay. Khi thấy đó là ai, đồng tử Diệp Quân rụt lại, ngươi. Xuất hiện trong tầm nhìn của Diệp Quân là một người phụ nữ trong chiếc váy màu xám cho ôm sát người, eo buộc đai ngọc, tóc thắt đuôi ngựa, vai gác một thanh cự kiếm màu đen với bề ngang còn dày hơn thân thể bà ta. Tuy thân thể đối phương trông nhỏ nhắn yểu điệu nhưng lại mang theo khí thế nuốt trọn núi sông, đặc biệt nhất là đôi mắt sáng quắc như lưỡi kiếm, không ai dám nhìn trực diện. Đó là một kiếm tu. Diệp Quân nghĩ nát đầu cũng không ngờ người vừa ra tay lại là một kiếm tu, lại còn có sức mạnh cao đến vậy. Từ đầu cho đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một kiếm tu. Bà ta cũng đang quan sát hắn với đôi mắt tỏa ra uy hiếp vô hình. Diệp Quân vung tay gọi thánh kiếm Hiên Viên quay về, nào ngờ kiếm vừa vào tay đã mang theo một thứ sức mạnh khổng lồ đẩy hắn bay tít đi vạn trượng. Toàn bộ cánh tay phải của hắn cũng vỡ nát, có thể nhìn thấy xương trắng hếu bên trong. Sức mạnh đáng sợ vậy. Một tia nặng nề lóe lên, Diệp Quân không khỏi nheo mắt lại. Hắn và Ngao Thiên Thiên đang ở trong trạng thái dung hợp, cùng dùng chung lớp phòng ngự, ấy vậy mà sức mạnh còn sót lại sau khi đánh bay thánh kiếm Hiên Viên của đối phương lại có thể khiến hắn bị thương. Đúng lúc này, nữ kiếm tu kia tung người nhảy lên, thoát cái đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân, thanh kiếm trong tay ầm ầm bổ xuống. Diệp Quân nhìn đường kiếm lao tới mà cảm thấy không khác gì trời đang sập, cả người hít thở không thông. Là kiếm thế. Hắn không khỏi rúng động từ tận đáy lòng. Cả đời này hắn chưa từng cảm nhận kiếm thế nào dữ dội đến mức này, đến mức khiến hắn nảy ra suy nghĩ không dám chống cự. Nhưng nó chỉ thoáng qua rồi bay đi mất, thay vào là chiến ý ngút trời. Ý niệm đã sinh, Diệp Quân rút kiếm chém ra. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. 2000 nhát. Trồng 4 lần. Thánh kiếm Hiên Viên chấn động kịch liệt, bùng nổ ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hai bên tấn công trực diện. Mũi kiếm đụng lưỡi đao. Duỳnh. Một tiếng nổ rền vang như sấm vọng khắp tứ phía khi sóng xung kích hùng hậu bùng nổ, lan tràn bốn phía khiến những tuế nguyệt nghịch lưu giả cũng phải lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Sự khủng khiếp của nó khiến ai nấy đều phải hốt hoảng. Đệ nhất phong giờ đây chỉ còn lại linh hồn cũng kinh hoàng không thôi, bèn nhíu mày nhìn người phụ nữ áo xám kia. Ông ta không biết đây là ai. Bên kia, Diệp Quân cũng bị đẩy lui đi 10 vạn trượng. Khi dừng lại, hắn cảm thấy thân thể mình như sắp tan ra thành từng mảnh, nội tạng chấn động không ngừng, toàn thân rỉ máu tanh tách. Chỉ một chiêu mà đã khiến hắn trọng thương như thế này. Khi nhìn lên... Hắn chỉ thấy nữ kiếm tu kia vẫn mang gương mặt bình thản như nước, trên người không hề có thương tích. So sức mạnh, không nổi. Cho dù có thêm Ngao Thiên Thiên cũng chịu. Nữ kiếm tu lại nhìn lên trên, thấy Diệp Thanh Thanh vẫn đang áp chế thiên địa nhị tôn. Trên cơ hoàn toàn, ánh mắt bà ta nhìn Diệp Thanh Thanh mang theo chiến ý ngập tràn. So với thanh niên kiếm tu kia, bà ta càng muốn chiến đấu với người này hơn. Nhưng vì nhiệm vụ lần này là tiêu diệt người hộ đạo trẻ tuổi này nên mới không làm vậy. Nữ kiếm tu lại nhìn Diệp Quân, cổ tay khẽ phất, thân hình nhòe đi, hóa thành một tia kiếm quang màu đen bổ tới. Đánh như sấm giật, không thể cản phá, chém sạch hết thảy đó là cảm giác mà nhát kiếm này mang lại. Diệp Quân nheo mắt, nhăn mặt đầy dữ tợn, Thiên Thiên, điên cùng ta. Ngao Thiên Thiên đáp, được. Hắn nở một nụ cười đầy răng nanh nhọn hoắt khi tia lý trí cuối cùng trong mắt biến mất. Lựa chọn phong ma triệt để. Từng luồng sức mạnh huyết mạch khủng khiếp ùa ra từ cơ thể hắn. Thân hình Diệp Quân khẽ run rồi vọt về phía nữ kiếm tu. Tiếp tục đánh trực diện. Thật ra thì kỹ xảo chiến đấu đã không còn tác dụng gì nhiều ở cấp độ này nữa. Cái họ so bì với nhau là sức mạnh và tốc độ. Hai thanh kiếm vừa tiếp xúc đã phát ra một luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa đẩy hai người ra xa. Nhưng nữ kiếm tu chỉ lui hơn nghìn trượng đã dừng lại rồi nhảy tới, vung kiếm chém Diệp Quân. Hắn không chút nào núng, lật cổ tay, thân hình nhòe đi. Trồng chéo thời không. Một khắc sau, trăm ngàn thanh kiếm xuất hiện, hội tụ thành một thanh trước mặt hắn. Tiếp tục đánh trực diện. Kiếm quang bùng nổ, đẩy hai người ra xa. Giết cho đến khi chúng sinh tận diệt.
Nhưng nữ kiếm tu kia nhanh chóng dừng lại rồi tiếp tục vọt tới. Từng kiếm giao nhau, Diệp Quân đã phải lùi lại hơn trăm nghìn trượng. Từng chiêu đều bị đẩy xuống thế hạ phong. Kiếm thế của đối thủ quá mạnh, ngay cả trạng thái hoàn toàn phong ma của hắn cũng không địch nổi. Kiếm của bà ta tựa như mang theo mưa rền chớp giật, nện về phía hắn, hoàn toàn không cho một cơ hội để thở. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả thấy vậy thì đanh mặt, nữ kiếm tu này ra chiêu vừa nhanh vừa mạnh, từng kiếm đều mang theo uy áp nghiêng trời lệch đất, người thường mà gặp thì căn bản còn không nghĩ đến phản kháng. Bởi vì đã bị cảm giác áp bách nghiền nát. Khi ánh mắt họ chuyển sang Diệp Quân, tất cả lại một lần nữa rúng động. Bởi vì tuy bị áp chế toàn diện nhưng hắn vẫn gắng gượng chống đỡ. Quá khó tin. Bọn họ nhìn thôi mà đã thấy sợ trước kiếm thế của nữ kiếm tu, vậy mà Diệp Quân đứng trước nó vẫn đang gồng mình chịu đựng. Đây thật sự chỉ là một thanh niên 20 tuổi à? Sắc mặt ai nấy trở nên xấu xí vô cùng. Có thể đi đến đây như họ đều là thiên tài đứng đầu thời đại của mình, khiêu chiến vượt cấp là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng bây giờ thấy Diệp Quân, họ mới biết đây mới chính là thiên tài. Vậy mà chỉ mới 20. Nếu cho hắn thêm thời gian. Không dám nghĩ nữa. Sắc mặt đệ nhất phong vẫn âm u như nước, tràn ngập nặng nề. Sức mạnh của Diệp Quân nằm ngoài dự đoán của ông ta, tuy có sử dụng sức mạnh huyết mạch, ngoại lực và dung hợp cùng yêu thú. Nhưng để đạt đến mức độ này đã là vô cùng đáng sợ, chưa kể hắn còn trẻ như vậy. 100 năm. Ông ta chợt hiểu ra thì sao chân thần lại muốn tranh thủ cho hắn thời gian trăm năm này. Nếu để thiên tài bực này có ngần ấy thời gian trưởng thành thì sẽ vô cùng đáng sợ. Hắn phải chết. Vẻ âm u trong mắt đệ nhất phong và các tuế nguyệt nghịch lưu giả dần biến thành sát ý. Tất cả đều đi đến cùng một kết luận. Nhưng bây giờ họ không thể ra tay. Đúng hơn là không thể xen vào. Kiếm thế của nữ kiếm tu kia khủng khiếp vô cùng, không ai dám đến gần, bằng không chỉ có nước rước họa. Thế là cuộc đánh hội đồng biến thành một chọi một. Diệp Quân vẫn là bên bị chèn ép, thế công của nữ kiếm tu kia càng ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, làm hắn không cách nào ngơi tay. Nhưng huyết mạch phong ma của hắn cũng mạnh lên theo. Nó vốn đã vô cùng vô tận, chỉ cần hoàn toàn phong ma thì sẽ ngày càng mạnh. Không có giới hạn. Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, đẩy Diệp Quân lui lại trăm nghìn trượng. Kiếm quang và kiếm ý đỏ máu quanh người hắn bị đập nát, từng tầng thời không cũng không thoát khỏi số phận. Nhưng nữ kiếm tu kia không tiếp tục ra tay mà chỉ nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên. Từ lúc bắt đầu ra tay, bà ta đã tung ra 100 đường kiếm, cái sau mạnh hơn cái trước, ấy vậy mà thanh niên này lại chịu được hết. Bất ngờ vô cùng. Nhất là trước huyết mạch phong ma của hắn. Đây là lần đầu tiên bà ta chứng kiến huyết mạch mạnh đến ngần này. Diệp Quân toàn thân đổ máu, tay phải siết chặt thánh kiếm Hiên Viên. Thanh kiếm thánh khiết này cũng đã nhuộm đỏ. Sát niệm của hắn vẫn chưa gọi là mạnh, nếu có thể đạt đến trình độ như kiếm chủ áo xanh thì huyết mạch phong ma sẽ càng kinh khủng. Khi cái vị kiếm chủ đời đầu ấy động sát niệm thì đến thân nhân cũng không thèm nhận mặt. Chỉ giết chóc đến khi chúng sinh tận diệt thì thôi. So với ông ấy thì sát niệm của hai chủ nhân sau đó của huyết mạch phong ma lại không bằng. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nữ kiếm tu, đồng tử hóa thành biển máu. Thân hình hắn nhòe đi, hóa thành vô số kiếm quang màu đỏ lao về phía bà ta. Bà ta vung kiếm đỡ lấy, kiếm thế ùa vào thanh cự kiếm, phát ra từng tiếng kiếm minh lảnh lót. Bùm! Kiếm quang màu đỏ nổ ra trước mặt nhưng bị bà ta nhanh chóng áp chế, thanh kiếm trong tay cũng đè lại đường kiếm của Diệp Quân, không lùi dù chỉ nửa bước. Sau đó nữ kiếm tu bước tới trước, ấn mạnh tay. Kiếm quang vụn vỡ, Diệp Quân bị hất bay đi vạn trượng. Hắn vừa dừng lại thì nữ kiếm tu đã tung người nhảy lên, vung kiếm chém xuống. Diệp Quân phải giơ kiếm ra đỡ. Uỳnh! Lại lui mấy vạn trượng. Nữ kiếm tu một lần nữa lao tới. Đường kiếm của bà ta mang theo khí thế như có thể chém đôi cả thiên hà, khiến các tuế nguyệt nghịch lưu giả cách đó mấy trăm nghìn trượng cũng phải biến sắc. Người này nghiêm túc rồi sao? Đứng trước đường kiếm này, Diệp Quân hả họng gầm lên. Thân thể hắn nhòe đi, trăm nghìn thanh kiếm lại lao ra. Rồi thân thể hắn lại nhòe đi, lại trăm nghìn thanh kiếm lại lao ra. Thời không chồng chéo hai lần liên tục. Thân xác hắn vỡ ra từng mảnh một, máu phun như suối.
Đương lúc chuẩn bị phát nổ thì được một bộ hộ giáp long thần màu vàng bao lại. Quỳnh! Kiếm quang bùng nổ, nữ kiếm tu bị chém bay đi vạn trượng. Thanh cự kiếm trong tay bà ta cũng nứt nẻ. Các tuế nguyệt nghịch lưu giả đang đứng xem lập tức đanh mặt. Nữ kiếm tu hết nhìn cự kiếm rồi lại nhìn Diệp Quân đầy kinh ngạc, thời không chồng chéo hai lần liên tục. Lợi hại đấy, nhưng ngươi làm được nữa không? Đúng lúc bà ta chuẩn bị ra tay, dị biến xuất hiện. Nữ kiếm tu ngẩng đầu nhìn vào vũ trụ, như cảm nhận được gì mà cong môi. Bên kia, Diệp Thanh Thanh dừng tay, nhíu mày nhìn lên. Lại có người đến. Sâu trong bầu trời có một khí thế mạnh mẽ kéo tới như nước lũ. Sau khi khí thế mạnh mẽ này xuất hiện, toàn bộ vũ trụ tinh không cũng lập tức sôi trào, uy áp kinh khủng ùn ùn kéo đến, vô số cao thủ xung quanh cảm thấy ngạt thở, rất đáng sợ. Thiên địa nhị tôn ở đối diện Diệp Thanh Thanh nhìn thấy cảnh này thì nhất thời thở phào. Cuối cùng cũng đến. Người đến chính là viện binh của bọn họ. Từ lúc bắt đầu giao thủ với Diệp Thanh Thanh, bọn họ đã phát hiện bọn họ hoàn toàn không thể thắng được người phụ nữ này. Thực lực của người phụ nữ này thật sự quá đáng sợ, dù hai người họ có liên thủ cũng không thể chống lại bà ấy, vì thế bọn họ quyết định gọi người. Cũng may người của bọn họ đến rồi. Nếu không nhiều nhất là hai khắc nữa, có lẽ bọn họ sẽ chết dưới tay người phụ nữ này. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một người đàn ông trung niên bước tới từ trong không trung, người đàn ông mặc trường bào rộng rãi, dáng người thẳng tắp, ánh mắt sắc bén như kiếm, trên người tản ra khí thế mạnh mẽ. Khí thế này hùng hậu như biển, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ông ta cầm một cái gương đồng màu đồng cổ, phần viền của gương đồng có khắc phù văn màu máu kỳ lạ không rõ, bên trên lóe lên ánh sáng màu vàng đậm mờ mịt. Thần vật cảnh giới tạo hóa. Nhìn thấy người đến, rất nhiều tuế nguyệt nghịch lưu giả xung quanh đều nhíu mày, đây là ai? Lúc này có người hét lên, tiên thiên cổ kính, đây là cổ kính đế quân 50 tỷ năm trước. Cổ kính đế quân. Nghe thấy thế, tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Cổ kính đế quân. Cao thủ cao cấp trên bảng tuế nguyệt. Trong năm tháng lịch sử dài đằng đẵng có vô số cao thủ cấp cao, nhưng vì những cao thủ này đều đến từ những thời đại khác nhau, nên rất nhiều cao thủ cao cấp đều không được biết đến. Mãi đến khi bảng tuế nguyệt xuất hiện, bảng tuế nguyệt là một cái bảng do quá khứ tông sáng lập ra, bên trên ghi tên những cao thủ cao cấp nhất 50 tỷ năm qua. Cái bảng này rất uy tín, vì cao thủ cao cấp bên trên đều do quá khứ tông tự mình kiểm chứng. Người nào có thể lên bảng đồng nghĩa với việc người đó không chỉ đứng đầu thời đại của mình, mà còn là đứng hàng đầu trong năm tháng 50 tỷ năm qua. Cổ kính đế quân chính là cao thủ trên bảng tuế nguyệt. Mà ngoài ba người đứng đầu, những người còn lại trong bảng tuế nguyệt đều không được xếp hạng, vì thế tất cả cao thủ dưới ba người đứng đầu đều có thực lực không rõ ràng. Nữ kiếm tu kia cũng là cao thủ trên bảng tuế nguyệt, nhưng không ai ở đây nhận ra thân phận của bà ta cả. Sự xuất hiện của cổ kính đế quân này khiến vô số tuế nguyệt nghịch lưu giả thả lỏng hơn, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Dù Diệp Quân bị nữ kiếm tu kia áp chế, nhưng bọn họ phát hiện Diệp Quân càng đánh càng mạnh. Hắn càng đánh càng mạnh. Thật sự quá vô lý. Quan trọng nhất là nữ kiếm tu váy đen kia vẫn luôn áp đảo thiên địa nhị tôn. Đây mới là điều bọn họ lo lắng nhất, vì nếu nữ kiếm tu váy đen giết chết thiên địa nhị tôn, thì ở đây còn ai ngăn cản được người phụ nữ này chứ? Một khi không còn sự khống chế của thiên địa nhị tôn, người phụ nữ này sẽ bắt đầu chém giết bừa bãi. Nhưng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người, biến thành một tia kiếm quang bay về phía thiên địa nhị tôn. Thấy cảnh này, sắc mặt thiên địa nhị tôn lập tức thay đổi, đương nhiên bọn họ hiểu mục đích của Diệp Thanh Thanh. Người phụ nữ này muốn giải quyết hai người họ trước, sau đó mới cứu Diệp Quân kia. Nghĩ đến đây, hai người quyết đoán chọn rút lui, không đối đầu trực diện với chiêu kiếm này của Diệp Thanh Thanh. Xoẹt! Chiêu kiếm của Diệp Thanh Thanh chém vào trong không khí. Lúc này, cơ thể cổ kính đế quân kia đột nhiên run lên, ông ta bay lên trời, nâng cao tiên thiên cổ kính, tiên thiên cổ kính trong tay ông ta rung động dữ dội. Sau đó, một tia sáng màu đồng bắn ra từ bên trong. Nhắm thẳng vào Diệp Thanh Thanh ở phía xa. Diệp Thanh Thanh vốn muốn tiếp tục đuổi giết thiên địa nhị tôn chợt xoay người chém xuống một kiếm, kiếm quang bắn ra. Xoẹt! Chiêu kiếm này chém vỡ chùm sáng màu đồng kia. Thấy cảnh này, con người cổ kính đế quân thoáng co lại, thầm thấy kinh ngạc, kiếm của người phụ nữ này thật đáng sợ.
lúc này, trong lòng ông ta không còn dám khinh thường nữa. Đại Thiên Tôn phía xa đột nhiên nói, Cổ Kính Đế Quân, đi giết Diệp Quân kia đi. Giết Diệp Quân. Nghe thấy thế, Cổ Kính Đế Quân cúi đầu nhìn Diệp Quân cả người như máu ở phía dưới, ông ta không nói một câu, đột nhiên biến thành một tia sáng màu đồng bắn về phía Diệp Quân. Mà gần như cùng lúc đó, nữ kiếm tu cầm thanh kiếm khổng lồ trong tay đột nhiên biến thành một tia kiếm quang lao đến chỗ Diệp Quân. Giết chết Diệp Quân. Cô gái váy đen không phải mục tiêu của bọn họ, mục tiêu chân chính của bọn họ là Diệp Quân. Người được chân thần chọn này. Thấy mục tiêu của hai người là Diệp Quân, ánh mắt Diệp Thanh Thanh thoáng chốc trở nên lạnh như băng, bà ấy muốn ngăn cản, nhưng lúc này đã có hai khí thế đáng sợ tấn công từ sau lưng. Thiên địa nhị tôn. Bọn họ chỉ cần giữ chân Diệp Thanh Thanh là được. Thấy thiên địa nhị tôn, Diệp Thanh Thanh chợt nổi giận, cút. Dứt lời, bà ấy xoay người chém ra một kiếm. Ầm, kiếm chém ra, thiên địa nhị tôn kia lập tức bay xa chục nghìn trượng, nhưng lúc này, Cổ Kính Đế Quân và nữ kiếm tu đã tấn công đến trước mặt Diệp Quân. Mà lúc này, thân thể Diệp Quân chợt trở nên hư ảo, hàng vạn hàng nghìn thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trước mặt hắn. Thời không chồng chéo. Lần này hắn vẫn chồng chéo hai lần. Lần trước không ra tay, hắn vẫn luôn chờ đợi, vì có cây thần tự nhiên nên hắn có thể hồi phục rất nhanh. Mà lúc này, thân thể của hắn gần như đã hồi phục. Thế là đủ rồi. Sau khi Diệp Quân xuất kiếm, một vùng kiếm quang chợt bộc phát trước mặt hắn, sóng xung kích từ sức mạnh cường đại thoáng chốc khiến ba người đồng thời lùi lại. Trong nháy mắt, Diệp Quân đã lùi lại mấy trăm nghìn trượng. Vừa mới dừng lại, hộ giáp long thần màu vàng kim của hắn đã hoàn toàn nứt ra, ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất một cách nhanh chóng. Khóe miệng của Diệp Quân có một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra. Một đòn trọng thương. Lúc này, Cổ Kính Đế Quân và nữ kiếm tu kia đột nhiên cùng biến mất, sau đó, hai lực lượng đáng sợ xuất hiện, lao thẳng về phía Diệp Quân. Nhìn thấy cảnh này, mấy tuế nguyệt nghịch lưu giả đang có mắt siết chặt hai tay, nét mặt căng thẳng. Nếu không ngoài dự đoán, lần này Diệp Quân sẽ chết chắc, vì hiện tại, bọn họ có thể nhìn ra Diệp Quân đã đến giới hạn rồi. Nhưng bọn họ cũng rất căng thẳng, vì thiếu niên trước mắt mang đến cho bọn họ quá nhiều bất ngờ. Huyết mạch phong ma của Diệp Quân rất mạnh, hơn nữa còn ngày càng mạnh hơn, còn có cây thần tự nhiên và chân thụ phụ trợ, có thể nói không chỉ có đòn tấn công mạnh nhất mà còn có phòng ngự và chữa trị mạnh nhất, ngay cả linh khí cũng vô cùng vô tận. Dưới trạng thái này rất khó giết chết hắn. Trừ khi, thẳng tay giết chết bằng sức mạnh. Mà hiện tại, sức mạnh của nữ kiếm tu và Cổ Kính Đế Quân cũng đủ để giết chết hắn rồi. Hai người liên thủ, Diệp Quân gần như không đỡ được. Lúc này, dường như Diệp Quân cũng cảm nhận được điều gì đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu. Sắp chết rồi. Đột nhiên có một ngọn lửa tuôn trào từ trong cơ thể hắn. Thiêu đốt thân thể, mà gần như cùng lúc đó, lại có một ngọn lửa tuôn ra. Ngao Thiên Thiên thiêu đốt thân thể. Hai người đồng thời thiêu đốt thân thể. Oanh! Khí thế của cả hai bắt đầu điên cuồng dâng lên, nét mặt Diệp Quân rất dữ tợn, cơ thể hắn run rẩy, biến thành một tia kiếm quang màu máu chém tới. Kiếm chém ra. Ong! Chục nghìn tiếng kiếm reo đột nhiên đồng thanh vang lên, sau đó, một tia kiếm quang màu máu chém mạnh xuống. Ầm, kiếm quang màu máu vừa xuất hiện đã ầm ầm vỡ tan, ba người đồng thời lùi lại, trong quá trình đó, ba cơn sóng xung kích sức mạnh bộc phát ra từ ba sức mạnh cường đại lập tức lan ra mấy chục triệu trượng, cả đám tuế nguyệt nghịch lưu giả đồng loạt bị ảnh hưởng, liên tục lùi lại để tránh né phong mang của ba người. Phía xa, khi Diệp Quân dừng lại, kiếm ý và khí thế huyết mạch quanh người hắn không ngừng tán loạn, cả cơ thể hắn cũng không còn chỗ nào lành lặn cả. Kích hoạt huyết mạch phong ma cũng không thể xem là mất nhiều hơn được, vì đó vốn là sức mạnh ẩn chứa bên trong huyết mạch, hắn chỉ lấy nó ra để sử dụng thôi, nhưng thiêu đốt thân thể thì thật sự là mất nhiều hơn được rồi. Nhưng bây giờ hắn không còn sự lựa chọn nào cả. Phía xa, Cổ Kính Đế Quân nhìn Diệp Quân, trong mắt cũng lộ vẻ nặng nề, thiếu niên kiếm tu trước mắt khiến ông ta rất bất ngờ. Còn trẻ tuổi đã có thực lực thế này, đúng là quá khó tin. Mà càng như thế, hắn lại càng đáng chết. Một khi người như thế trưởng thành, còn bảo vệ đại đạo thì sẽ trở thành tai họa của những tuế nguyệt nghịch lưu giả như bọn họ.
Một chân thần đã khiến bọn họ ngủ say biết bao nhiêu năm, nếu còn có thêm một chân thần nữa. Nghĩ đến đây, trong mắt Cổ Kính Đế Quân có sát khí dâng trào, ra tay. Vừa nói xong, hai người đồng thời biến mất, hai lực lượng mạnh mẽ lập tức cuộn trào, lao thẳng về phía Diệp Quân. Mà lúc này, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang vọng từ chân trời, sau đó, một tia kiếm khí vạn trượng hạ xuống, chém thẳng về phía hai người Cổ Kính Đế Quân. Thấy cảnh này, sắc mặt hai người Cổ Kính Đế Quân hơi thay đổi, vội vàng ra tay ngăn cản. Oanh! Sau một vùng kiếm quang bộc phát, hai người Cổ Kính Đế Quân đồng thời lùi lại. Còn Diệp Thanh Thanh thì xông đến trước mặt Diệp Quân vô thức muốn ra tay, nhưng kiếm thế của Diệp Thanh Thanh đã bao phủ lấy hắn, sau đó nắm lấy vai hắn lao nhanh về phía xa, tiểu tháp. Vụt! Cuối chân trời phía xa đột nhiên có kim quang bay tới, xuyên vào trong chân mày Diệp Quân. Thấy Diệp Thanh Thanh muốn đưa Diệp Quân chạy trốn, nữ kiếm tu và Cổ Kính Đế Quân phía xa lập tức thay đổi sắc mặt, Cổ Kính Đế Quân quát to, chạy đi đâu? Dứt lời, cơ thể ông ta run lên, biến thành một tia sáng bay theo hai người Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh ở phía xa đột nhiên xoay người, trong mắt bà ấy có sát khí dâng trào, chém kiếm xuống. Vụt! Thời không thoáng chốc rách ra. Ầm! Ánh sáng màu đồng kia lập tức bị chém tan tành, Cổ Kính Đế Quân cũng thoáng chốc bị đánh bay, nhưng sau đó, một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên chém tới trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh híp mắt lại, nâng ngang kiếm đỡ chiêu. Oanh! Hai tia kiếm quang chợt bộc phát trước mặt hai người phụ nữ, nữ kiếm tụ liên tục lùi lại cả nghìn trượng. Sau khi dừng lại, nữ kiếm tu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, bà ta híp mắt, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng. Không ngờ chiêu kiếm này của bà ta lại thua. Diệp Thanh Thanh mặc kệ nữ kiếm tu, bà ấy nhìn Diệp Quân bên cạnh, nhờ kiếm thế của bà ấy trấn áp, hơn nữa thời gian phong ma cũng không quá dài, cho nên lúc này trong mắt Diệp Quân đã hồi phục chút tỉnh táo. Diệp Thanh Thanh không nói gì, vẫn xách hắn di chuyển về phía trước, muốn rời khỏi đây, nhưng lúc này, Cổ Kính Đế Quân ở chân trời phía xa đột nhiên giơ cao tiên thiên cổ kính trong tay, một ánh sáng màu đồng bắn ra từ trong tiên thiên cổ kính, lao thẳng về phía hai người nhóm Diệp Thanh Thanh với tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nâng tay, chém ra một kiếm. Oanh! Ánh sáng màu đồng bắn ra từ cổ kính kia lập tức bị chiêu kiếm chém vỡ. Nhưng ánh sáng màu đồng đó như vô cùng vô tận, liên tục bắn ra, đánh lên thân kiếm của Diệp Thanh Thanh, cùng lúc đó, nữ kiếm tu đột nhiên cầm thanh kiếm không lổ lao đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Trong mắt Diệp Thanh Thanh có ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bà ấy quát khẽ một tiếng, chống thanh kiếm trên tay phải ra phía sau, ánh sáng màu đồng kia ầm ầm vỡ tan, cùng lúc đó, kiếm trong tay bà ấy cũng đè lên trên thanh kiếm khổng lồ kia. Ầm! Một tia kiếm quang mạnh mẽ chợt bộc phát. Nữ kiếm tu cầm chặt lấy thanh kiếm khổng lồ chống đối với kiếm của Diệp Thanh Thanh, không nhường dù là nửa bước, cũng lúc đó, một ánh sáng màu đồng lại kéo đến trước mặt Diệp Thanh Thanh một lần nữa. Hai lực lượng hội tụ khiến Diệp Thanh Thanh và Diệp Quân liên tục lùi lại. Mà lúc này, một tàn ảnh chợt lóe lên, sau đó, một thanh trường thương đột nhiên tấn công từ bên phải Diệp Thanh Thanh, chiêu thương này nhanh như tia chớp. Cảm nhận được điều này, sắc mặt Diệp Thanh Thanh hơi thay đổi, lúc này bà ấy đang bảo vệ Diệp Quân, còn trấn áp huyết mạch phong ma của Diệp Quân, còn bị nữ kiếm tu và Cổ Kính Đế Quân kiềm chế, vì thế đã không còn rảnh tay nữa, sao có thể đỡ được chiêu thương này chứ? Lúc này, Diệp Quân đột nhiên chắn bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn còn chưa kịp xuất kiếm thì chiêu thương kia đã đâm vào ngực hắn, vào lúc trường thương xuyên qua người hắn đâm về phía Diệp Thanh Thanh, hai tay Diệp Quân chợt nắm chặt lấy cán trường thương, kiếm ý và huyết mạch phong ma trong cơ thể điên cuồng tuôn trào. Trấn áp thương thế này. Khi nhìn thấy cảnh này, trong mắt Diệp Thanh Thanh lộ vẻ giận dữ, mái tóc tung bay, khuôn mặt dữ tợn, mắt trợn to, láo xược. Oanh! Diệp Thanh Thanh vừa dứt lời, một kiếm thế và kiếm ý ngút trời tuôn ra từ trong cơ thể bà ấy, trong nháy mắt, ánh sáng màu đồng kia vỡ tan, kiếm thế và kiếm ý mạnh mẽ khiến nữ kiếm tu kia liên tục phải lùi lại. Mà lúc này, một tàn ảnh đột nhiên xông về phía Diệp Quân. Chính là chủ nhân của trường thương kia. Diệp Thanh Thanh kéo Diệp Quân ra sau lưng, chém một kiếm về phía tàn ảnh. Ầm! Tàn ảnh kia thoáng chốc bị đánh bay. Tàn ảnh tiêu tán, một người đàn ông mặc áo bào trắng xuất hiện, mặt ông ta trắng nõn, tay cầm trường thương,
trên người tản ra thương ý mạnh mẽ. Mà lúc này, trong mắt ông ta lộ vẻ nặng nề. Thật ra ông ta đã đến từ lâu rồi, nhưng lại không ra tay, mục đích của ông ta là muốn ra một đòn giết chết Diệp Thanh Thanh trong thời khắc mấu chốt, mà khi nãy, ba người họ phối hợp thật sự đã suýt giết chết Diệp Thanh Thanh, nhưng không ngờ Diệp Quân này lại đỡ một thương thay bà ấy. Đáng tiếc, người đàn ông áo bào trắng nhìn về phía Diệp Quân, lúc này Diệp Quân cầm kiếm bằng hai tay chống đỡ trong hư không, trước ngực có máu tươi liên tục phun trào. Khoảnh khắc khi nãy nếu không nhờ Ngao Thiên Thiên dùng hộ giáp thần long bảo vệ hắn thì thần hồn của hắn đã tan biến rồi, mà dù có Ngao Thiên Thiên bảo vệ, ngũ tạng và thần hồn của hắn vẫn bị thương ý của người đàn ông làm trọng thương. Diệp Thanh Thanh ở bên cạnh vội vàng đỡ Diệp Quân, nhìn lỗ máu to lớn trước ngực Diệp Quân, khuôn mặt vốn lạnh như băng của bà ấy lại trở nên dữ tợn một lần nữa. Diệp Thanh Thanh cất lời, tiểu tháp, đưa hắn vào tháp. Một ánh sáng vàng chợt bao phủ lấy Diệp Quân, sau đó đón Diệp Quân vào trong tiểu tháp. Diệp Thanh Thanh mở lòng bàn tay, tiểu tháp rơi vào tay bà ấy xoay cổ tay, cất tiểu tháp đi. Lúc này, phía xa có Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả cất lời, đừng cho hắn thời gian chữa thương. Diệp Thanh Thanh đột nhiên xoay người. Vụt! Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả vừa lên tiếng lập tức bị chém rơi đầu, máu tươi bắn tung tóe mấy trăm trượng. Mọi người! Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía người đàn ông trung niên áo trắng cầm thương, sát khí trong đôi mắt xinh đẹp như biến thành thực thể. Diệp Thanh Thanh không hề nhiều lời, đột nhiên biến thành một tia kiếm quang biến mất khỏi vị trí ban đầu. Phía xa, người đàn ông kia híp mắt, ông ta động đẩy cổ tay, trường thương trong tay như nộ long rời biển, mang theo uy thế hủy diệt đất trời. Ầm, thương kiếm vừa va vào nhau, người đàn ông thoáng chốc lùi lại chục nghìn trượng. Ông ta còn chưa dừng lại, một vùng kiếm quang đã chém xuống từ trên đầu ông ta như chút nước. Trong mắt người đàn ông có hàn quang lóe lên, cánh tay hơi di chuyển, lại đâm trường thương ra một lần nữa, hàng nghìn hàng vạn thương thế bay đi. Đối đầu trực diện, vừa mới đâm thương ra, ông ta đã liên tục lùi lại, cùng lúc đó, tất cả thương thế và thương ý đều bị kiếm ý của Diệp Thanh Thanh chém vỡ. Sau khi dừng lại, sắc mặt người đàn ông trở nên rất nặng nề, trong lòng vô cùng khiếp sợ, kiếm của người phụ nữ trước mắt cực kỳ đáng sợ. Diệp Thanh Thanh ở phía xa đang định ra tay một lần nữa, nhưng lúc này, cổ kính đế quân chợt điều động tiên thiên cổ kính trong tay, một ánh sáng màu đồng bay thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thanh, nữ kiếm tu ở cách đó không xa cũng đột nhiên tung người nhảy lên, chém một kiếm về phía Diệp Thanh Thanh. Ngoài ra, thiên địa nhị tôn kia cũng đồng thời biến mất khỏi vị trí ban đầu. Biến thành hai tàn ảnh lao nhanh đến chỗ Diệp Thanh Thanh. 5-1. Diệp Thanh Thanh cầm trường kiếm trong tay, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi, bà ấy chợt giẫm chân phải, một tia kiếm quang hiện lên từ dưới chân bà ấy, sau đó, bà ấy biến thành một tia kiếm quang xông lên. Một đấu với năm. Chẳng mấy chốc, tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên. Thấy Diệp Thanh Thanh có thể một mình đấu với 5 người. Sắc mặt mấy nghịch hành giả xung quanh đều trở nên rất nặng nề, vì bọn họ phát hiện dù là một đấu năm, Diệp Thanh Thanh vẫn không rơi vào thế yếu. Thực lực của người phụ nữ này thật sự mạnh một cách khó tin. Bên kia, lúc này đệ nhất phong đã khôi phục thân thể, ông ta nhìn Diệp Thanh Thanh phía xa, nét mặt cũng rất nặng nề, thực lực của nữ kiếm tu váy đen này đã vượt khỏi dự đoán của tất cả mọi người. Dù bị 5 người bao vây nhưng trong mắt Diệp Thanh Thanh chỉ có thương tu áo trắng kia, bà ấy nhanh chóng vung trường kiếm trong tay, mỗi một kiếm đều chứa đựng uy lực hủy diệt đất trời, người đàn ông trung niên áo trắng kia bị bà ấy ép đến mức lùi lại mấy trăm nghìn trượng, trên người xuất hiện không ít vết kiếm. Nếu không nhờ mấy người còn lại kiềm chế thì ông ta đã bị giết chết rồi. Thấy Diệp Thanh Thanh càng đánh càng mạnh, sắc mặt mấy Tuế Nguyệt Nghịch Lưu giả rất khó coi, đặc biệt là đệ nhất phong dẫn đầu. Sở dĩ cao thủ của chân vũ trụ và vũ trụ quan huyên không thể đến đây là vì có cao thủ cao cấp của tộc đệ nhất ngăn cản, nhưng nếu còn tiếp tục thế này, một khi bên kia không ngăn cản được nữa. Nghĩ đến đây, đệ nhất phong ngẩng đầu nhìn mấy người nhóm cổ kính đế quân phía xa, đánh nhanh thắng nhanh. Nghe thấy lời của đệ nhất phong, sắc mặt mấy người kia lập tức trở nên vô cùng u ám, bọn họ cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, nhưng thực lực của nữ kiếm tu váy đen này thật sự quá kinh khủng. Năm người họ hợp tác cũng không áp chế được bà ấy, ngược lại bà ấy còn càng đánh càng hăng, mỗi chiêu kiếm đều có thể giết người. Lúc này,
Đệ Nhất Phong lại nói, nếu để cao thủ của vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ đến tiếp viện, thì mọi người đều phải chết đấy. Lại cố người nói, chủ nhân bút đại đạo đã đi kêu gọi lính cứu viện rồi. Nghe thấy lời của hai người này, sắc mặt mấy người nhóm cổ kính đế quân trở nên càng khó coi. Con mẹ nó, còn có viện binh nữa. Thế thì đánh kiểu gì đây? Lúc đến đây cũng đâu ai nói bên cạnh Diệp quân này có nhiều cao thủ thế đâu. Lúc mới đến đây, bọn họ đều rất ngây thơ cho rằng bên cạnh Diệp quân chỉ có chân thần và chủ nhân bút đại đạo. Sau khi chân thần phong ấn mình và ác đạo, bọn họ cũng không còn kiêng dè nữa, vì chủ nhân bút đại đạo cũng đã bị cảnh cáo là không thể ra tay. Nhưng bọn họ không ngờ chẳng những Diệp quân rất mạnh, mà bên cạnh hắn còn có vô số cao thủ nữa. Lúc này, nữ kiếm tu kia chợt nói, không thể tiếp tục như thế được. Sắc mặt mấy người còn lại cũng rất nặng nề, bọn họ hiểu nếu còn tiếp tục như thế, một khi viện binh tới thì mọi người đều sẽ toi đời. Thật ra không cần đợi viện binh, nếu thương tích của Diệp quân hoàn toàn hồi phục, đó cũng là một chuyện vô cùng phiền phức với bọn họ. Cổ kính đế quân đột nhiên nói, ta khống chế bà ta, các ngươi tìm cơ hội. Dứt lời, người cổ kính đế quân chợt rung lên, ông ta biến thành một ánh sáng màu đồng bay vào trong tiên thiên cổ kính. Người kính hợp nhất, oanh, tiên thiên cổ kính rung động dữ dội, vô số ánh sáng lập tức bắn ra. Khí thế mạnh mẽ lập tức khiến đám tuế nguyệt nghịch lưu giả xung quanh liên tục phải lùi lại. Mọi người hoảng hốt lùi lại, không dám nhìn thẳng vào tiên thiên cổ kính kia. Lúc này, tiên thiên cổ kính lại rung lên một lần nữa, một tia sáng vàng bắn ra, bay thẳng về phía Diệp Thanh Thanh. Lần này, uy lực của tia sáng vàng đã tăng lên không chỉ là 10 lần. Tất cả mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Diệp Thanh Thanh như cảm nhận được gì đó. Bà ấy đột nhiên xoay người chém xuống một kiếm. Oanh! Kiếm quang bộc phát từ trước mặt bà ấy, sức mạnh cường đại thoáng chốc khiến bà ấy lùi lại mấy nghìn trượng, bà ấy còn chưa dừng lại, một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên chém xuống từ trên đầu, cùng lúc đó, một thanh trường thương cũng đâm tới từ bên phải. Bao vây tấn công từ ba phía. Trên khuôn mặt Diệp Thanh Thanh lóe lên sát khí, bà ấy giẫm nhẹ chân phải, một lực lượng bí ẩn chợt xuất hiện khắp xung quanh. Kiếm vực. Vào khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, sức mạnh cường đại của ba người nhóm nữ kiếm tu thoáng chốc bị chấn áp, sắc mặt ba người lập tức thay đổi, mà lúc này, Diệp Thanh Thanh chợt càn quét về phía trước, kiếm quang rơi xuống như thác nước. Nữ kiếm tu dẫn đầu là người đầu tiên bay ra, sau đó là người đàn ông trung niên áo trắng, nhưng tia sáng vàng kia lại có thể khiến Diệp Thanh Thanh liên tục lùi lại, cùng lúc đó, sau khi chịu đựng sức mạnh của mấy người, kiếm vực cũng ầm ầm sụp đổ. Sau khi liên tục lùi lại cả nghìn trượng, Diệp Thanh Thanh quát khẽ một tiếng, cầm kiếm đè về phía trước mặt. Oanh! Ánh sáng màu đồng kia vỡ tan. Diệp Thanh Thanh hơi di chuyển sang một bên, lao thẳng về phía người đàn ông trung niên áo trắng kia, tốc độ của bà ấy rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt ông ta, vung kiếm chém xuống. Người đàn ông trợn mắt, đối mặt với chiêu kiếm tràn đầy giận dữ của Diệp Thanh Thanh, ông ta cũng không dám đối đầu trực diện nữa. Chỉ có thể nâng thương lên đỡ. Chiêu kiếm chém xuống, trường thương rung động dữ dội, kiếm quang bộc phát, người đàn ông thoáng chốc bị đánh bay mấy chục nghìn trượng, gã ta vừa dừng lại, trường thương đã vỡ tan. Diệp Thanh Thanh cầm kiếm lao về phía người đàn ông một lần nữa, khiến ông ta thầm thấy hoảng hốt. Nhưng lúc này, một thanh kiếm khổng lồ chợt chém tới từ bên cạnh, kiếm thế mạnh mẽ như thiên quân vạn mã lao nhanh, khiến thời không xung quanh sụp đổ. Diệp Thanh Thanh di chuyển mũi kiếm, chém về phía thanh kiếm khổng lồ kia. Keng! Kiếm thế ẩn chứa bên trong thanh kiếm khổng lồ ầm ầm vỡ tan. Lúc này, trong tiên thiên cổ kính lại có một tia kim quang bắn ra, thoáng chốc tấn công đến trước mặt Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh điều động kiếm vực một lần nữa, sau đó vung kiếm. Oanh! Kim quang kia bị chiêu kiếm của bà ấy ép dừng lại, bà ấy chợt đè tay trái lên thân kiếm. Kim quang ầm ầm vỡ tan. Diệp Thanh Thanh giẫm nhẹ mũi chân, biến thành một tia kiếm quang xông lên, con người người đàn ông trung niên mặc áo trắng phía xa chợt co lại, không ngờ người phụ nữ này lại nhằm vào ông ta. Ông ta không kịp suy nghĩ nhiều, nâng hai tay lên, trong nháy mắt, vô số thương ý tuôn trào từ trong cơ thể ông ta, những thương ý này hóa thành trường thương kéo về phía Diệp Thanh Thanh. Cùng lúc đó,
Bên cạnh có một thanh kiếm khổng lồ đột nhiên kéo theo kiếm thế đáng sợ chém tới. Thanh kiếm này có tốc độ vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã giết tới bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Vây Ngụy cứu Triệu Sao. Sau năm 353 trước công nguyên, nước Ngụy vây đánh kinh đô Hàm Đan của nước Triệu. Nước Tề phái Điền Kỵ dẫn quân đi cứu Triệu. Điền Kỵ dùng kế sách của quân sư Tôn Tẫn. Nhân khi nước Ngụy không phòng bị kéo quân đi đánh Ngụy, quân Ngụy phải trở về bảo vệ đất nước. Quân Tề thừa lúc quân Ngụy mệt nhọc đã đánh bại quân Ngụy tại Quế Lăng, do đó nước Triệu cũng được giải vây. Sau này dùng câu vây Ngụy cứu Triệu để làm phương pháp tác chiến. Nhưng lần này, Diệp Thanh Thanh cũng không quan tâm đến thanh kiếm này, bà ấy xoay tay phải, trường kiếm bay ra khỏi tay. Ầm. Hàng nghìn hàng vạn thương thế vỡ tan, trường kiếm biến thành một tia kiếm quang đâm vào giữa chân mày người đàn ông cầm thương. Sức mạnh cường đại thoáng chốc khiến thần hồn ông ta vỡ tan. Thần hồn tan biến. Lúc này, Diệp Thanh Thanh cũng bị thanh kiếm khổng lồ đập trúng bả vai. Oanh! Diệp Thanh Thanh lập tức bay đi xa, vào khoảnh khắc bay đi, bà ấy liên tục phun ra máu tươi. Một đòn làm trọng thương. Ngay lúc này, tiên thiên cổ kính kia lại lóe lên ánh sáng chói mắt lần nữa, lao thẳng đến chỗ Diệp Thanh Thanh. Uy lực của kim quang còn mạnh hơn cả thanh kiếm khổng lồ kia, Diệp Thanh Thanh đã không có khả năng đỡ được nó nữa, vì bà ấy đã đỡ một kiếm toàn lực của nữ kiếm tu chỉ để giết người đàn ông trung niên áo trắng, kẻ nào xông vào nam nhạc giới đều phải chết. Đúng lúc này, Diệp Quân xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Thanh, hắn ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của bà rồi hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở nơi ngoài mấy vạn trượng. Cùng lúc đó, hắn giận dữ hô to, tháp ra, giúp ta. Tháp ra. Vừa dứt lời, một luồng kim quang phóng lên, đụng vào chùm sáng đáng sợ phóng ra từ tiên thiên cổ kính. Bùm! Hai luồng sức mạnh vừa tiếp xúc đã nổ tung thành từng mảnh, làn sóng xung kích mạnh mẽ lan rộng ngay lập tức, khiến nữ kiếm tu và thiên địa nhị tôn phải liên tục lùi lại. Mà Diệp Quân thì nhân cơ hội này chém vào thời không tuế nguyệt, sau đó đưa Diệp Thanh Thanh trốn vào tuế nguyệt Trường Hà. Thấy cảnh này, vẻ mặt nữ kiếm tu phía xa trở nên khó coi, đuổi theo. Dứt lời, mọi người bay lên trời, hóa thành từng đạo trường hồng bay về phía Diệp Quân. Trong tuế nguyệt Trường Hà, Diệp Quân điên cuồng chạy đi, tiểu tháp phóng ra từng luồng kim quang phía sau lưng hắn để ngăn lại tiên thiên cổ kính. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh lên tiếng, cho ta xuống đi. Nghe vậy Diệp Quân nổi cơn lôi đình, hắn quát lên, người mà còn nói nữa là con đánh người đấy. Diệp Thanh Thanh dựng thẳng mày kiếm, hừm. Thấy Diệp Thanh Thanh nhướng mày, lòng Diệp Quân giật thót, hắn không dám nói nữa, ôm bà ấy chạy nhanh về phía xa. Tính của cô này còn cáu kỉnh hơn cô váy trắng nữa. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nhưng trong lòng thì đã ghi nhớ. Tên này còn muốn đánh bà à? Đến khi vết thương lành lại, bà sẽ xử hắn. Diệp Quân đưa Diệp Thanh Thanh chạy suốt một đường, không lâu sau, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện lúc này hắn đã đi ngược thời không. Hắn vốn định đưa Diệp Thanh Thanh về vũ trụ quan huyên, nhưng bây giờ càng đi càng xa. Hơn nữa hắn còn phát hiện, lực cản tuế nguyệt càng ngày càng mạnh, khiến cho tốc độ của hắn càng ngày càng chậm. Diệp Quân quay đầu nhìn lại, nhóm nữ kiếm tu đang đuổi theo sát sao phía sau. Sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhiều nhất là một khắc nữa sẽ bị đuổi kịp. Diệp Quân cúi đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, sắc mặt bà ấy tái nhợt như tờ, xem ra vô cùng yếu ớt mệt mỏi, đặc biệt là vai phải của bà đang không ngừng chảy máu. Bị thương rất nặng, lúc trước đánh liền mấy trận vốn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, cuối cùng để giết người đàn ông trung niên áo bào trắng, lại đỡ một nhát kiếm của nữ kiếm tu, có thể nói nếu không phải thực lực của bà cường hãn, dùng kiếm thế đỡ lại hầu hết sức mạnh của nữ kiếm tu kia thì bà đã chết rồi. Cảm nhận được hơi thở của Diệp Thanh Thanh ngày càng nóng, vẻ mặt Diệp Quân nặng nề, hắn xòe tay, một cây cổ thụ non xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn nhẩm niệm sau đó để cây cổ thụ ở đầu mày của Diệp Thanh Thanh. Cây cổ thụ trong nháy mắt hóa thành luồng sáng xanh bay vào đầu mày Diệp Thanh Thanh. Cây thần tự nhiên, đây là một trong những lá bài tẩy lợi hại nhất của hắn lúc này. Có thể nói nếu không có cây thần tự nhiên, hắn cũng chẳng thể kéo dài được lâu như thế. Kể cả có huyết mạch phong ma cũng không được. Chính vì có cây thần tự nhiên, cơ thể hắn mới có thể chịu được sức mạnh huyết mạch phong ma vô tận như vậy.
thấy Diệp Quân đưa cây thần tự nhiên cho mình, Diệp Thanh Thanh nhíu mày thật chặt, con làm gì đấy? Diệp Quân đáp, cô trị thương trước đi. Diệp Thanh Thanh nhìn thẳng vào Diệp Quân, vậy con thì sao? Diệp Quân cười, con không sao. Diệp Thanh Thanh lắc đầu, ta không cần. Nói xong bà ấy định ép cây thần tự nhiên ra khỏi thần hải, bà biết sở dĩ Diệp Quân có thể sống sót hoàn toàn là nhờ vào cổ thụ này. Nếu không có cây cổ thụ này, Diệp Quân sẽ chẳng thể trụ được. Thấy Diệp Thanh Thanh định ép cây thần tự nhiên ra khỏi thần hải, Diệp Quân tức điên, giận dữ nói, sao người cứng đầu thế? Đã là lúc. Hửm. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, khuôn mặt lạnh như băng, tựa như phủ một tầng băng giá. Diệp Quân quay đầu đi, chẳng lẽ người định cùng chết ở chỗ này sao? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quân, trong đôi mắt đẹp hiện lên lửa giận, chết thì chết thôi, còn hung dữ cái gì? Diệp Quân. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nói, buông ta xuống. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi bảo, con xin lỗi cô, vừa nãy con không nên hung dữ như vậy. Diệp Thanh Thanh mặt không đổi sắc, ta không chấp nhận. Diệp Quân to đầu. Diệp Thanh Thanh đang định vùng vẫy thoát khỏi Diệp Quân thì lúc này nảy sinh biến hóa, một luồng sáng lạnh từ xa phóng đến. Con ngươi của Diệp Quân co rụt, lúc này hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết, hắn không chút do dự, kéo Diệp Thanh Thanh ra sau lưng, đang định rút kiếm nhưng chính động tác này lại khiến hắn rút kiếm trễ. Phập, tia sáng lạnh lẽo đó phóng thẳng đến trước ngực Diệp Quân. Phụt, Diệp Quân lập tức được Diệp Thanh Thanh kéo lùi lại. Tuy vào thời khắc mấu chốt hắn dùng kiếm ý bao quanh cơ thể, nhưng sức mạnh đó thực sự quá mạnh, vì thế khi lùi lại trước ngực hắn đã bị xé toạc từng lớp, máu bắn tung tóe. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thanh Thanh biến sắc, khuôn mặt vốn lạnh lẽo như băng lúc này dần dịu đi. Diệp Quân đứng vững lại, cảm giác được phía sau có vô số luồng sức mạnh ập đến, Diệp Quân không dám do dự, lập tức chém một nhát về phía bên phải. Phập, tường thời không tuế nguyệt bị hắn chém nứt. Sau đó người hắn run lên, cõng Diệp Thanh Thanh đi vào trong khe nứt thời không ấy. Sau vài giây, mấy trăm hơi thở mạnh mẽ xuất hiện, có tuế nguyệt nghịch lưu giả định vào khe nứt thời không ấy nhưng lúc này nữ kiếm tu đi đầu đột nhiên hô lên, khoan đã. Tất cả tuế nguyệt nghịch lưu giả nhìn nữ kiếm tu, bà ta trầm giọng bảo, đây là thế giới dưới lòng đất của Nam Nhạc Đế Quân. Nam Nhạc Đế Quân. Nghe câu này, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Cường giả trên bảng tuế nguyệt. Tuy không phải cường giả tuyệt thế nằm trong top 3, nhưng danh tiếng còn cao hơn cả cổ kính đế quân. Quan trọng nhất là, đối phương đã từng nói, kẻ nào xông vào Nam Nhạc giới đều phải chết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 49.